Có một chuyện mà chúng tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần và vẫn sợ là các Phật tử quên. Tức là tôi không biết các vị đi theo sư phụ nào, tăng ni, và thường được học hỏi cái gì, cái đó tôi không có rõ. Nhưng mà khi mà tôi tiếp xúc với Phật tử, tôi có một cái cảm giác rất là lạ lùng, đó là hình như là tất cả những người Phật tử mà tôi gặp á đều có một cái, đều cho tôi một cái cảm giác là quý vị á, những vị Phật tử mà tôi gặp đó, họ cho tôi cái cảm giác đó là họ tự cho họ cái quyền được dốt Phật pháp. Có nghĩa là cái chuyện mà dốt Phật pháp đó là cái chuyện hiển nhiên. Vì tôi là cư sĩ, tôi có vợ, tôi có chồng, tôi có chuyện ở làm ở ngoài đời, và tôi cũng không có bị bắt buộc phải giỏi Phật pháp. Ngay cả tăng ni mà không thành một Phật pháp thì cũng ai làm gì, thì nói gì là cư sĩ của chúng tôi. Ví dụ như vậy, họ không nói rõ nhưng mà tôi ở tiếp xúc Phật tử tôi cảm giác vậy. Tức là họ coi cái chuyện mà học đạo đó, là cái chuyện là tùy duyên tùy hỷ, có được thì tốt, mà chỉ riêng chỉ học đạo thôi chứ khoan, nó đến chuyện hành đạo nha, chỉ học đạo thôi đó mà không có học lấy gì mà hành, biết gì mà tu, nó kẹt như vậy đó. Ngay cả cái chuyện mà mình sợ sinh tử, tôi nói một tỷ lần, tôi nói cái chuyện sợ sinh tử nói thì nó đơn giản, thật ra nó không đơn giản, bởi vì mình biết cái gì mà mình sợ. Cái chuyện mà luân hồi rồi sa đọa, cái chuyện đó nó thật ra đó, thật ra nó có bao nhiêu người trong số chúng ta mà biết sợ cái đó. Bởi vì cứ nhìn vào cái đời sống của mình ấy, thì rõ ràng đấy là cái chuyện sa đọa trầm luân nó không có thật. Mình nghĩ nó không có thật cho nên mình mới sống như vậy. Chứ nếu thật sự nếu mà mình có học đạo á, mình có sợ sa đọa, có sợ sinh tử đó, thì dứt khoát cái kiểu sống của mình nó có thay đổi. Nó phải như, nó phải tiếp tục như vậy. Nó phải cái chuyện mà cứ lâu lâu cái mình rảnh mình chạy chùa mình cúng dường bố thí, lâu lâu có ai kêu gọi hùng góp dinh y các chùa in kinh cái mình hùng ba mớ, cái vậy là xong. Cái đó không không đủ, nó không tới đâu hết. Nó thật ra nó không tới đâu hết. Tôi nhắc lại, không phải tôi chê, không phải là tôi chê là cái chuyện như vậy là không có tốt, là không có nhiều, không phải, tôi không phải là tôi chê, nhưng mà tôi phải nói thẳng là vậy. Nếu thật sự mà các vị hiểu biết Phật pháp như là trong kinh đã nói đấy, thì cái chuyện mà lâu lâu vô chùa mà nghe pháp, lâu lâu vô chùa mà hùng hạp cúng dường bố thí đó, nó không đi tới đâu hết đó. Đó là chuyện thứ nhất, bởi quan trọng nhất là cái chuyện tu tâm ấy. Cái chuyện tu tâm mình có bớt được cái tham, cái sân, cái mạng, cái kiến hay không, cái nó mới quan trọng. Mà cái đó phần đó không có. Mà cái thứ nhất là mình coi là cái chuyện mà học hỏi Phật pháp đó là biết được thì tốt, biết được thì thôi. Thứ hai đó là cái chuyện chuyện tăng ni, mấy người không có tóc đó, họ mới có trách nhiệm nặng nề cái chuyện đó, chứ còn mình là mình có tóc có tai là cái chuyện đó nó quan trọng. Nhưng mà có một chuyện mình phải nhớ rằng thì là trên cái giường bệnh, trên cái giường chết thì làm gì mà có cái sự khác biệt giữa tăng ni và cư sĩ, làm gì có cái sự khác biệt đó. Các vị chắc cũng đâu có cái dịp mình nhìn thấy một tăng ni hay là một cư sĩ mà hấp hối trên giường bệnh, chắc các vị đâu có nhiều dịp đâu, nhiều lắm là tôi thấy người thân của mình thôi. Chứ thật ra mà nói thì trên cái giường chết ấy, trên cái giường bệnh ấy, bắt đầu đi vào cái phòng mổ ấy, thì tất cả tăng ni và Phật tử giống hệt nhau, khác nhau cái gì hết. Thì dĩ nhiên nó tùy thôi, không có luật nào bắt quý vị phải học phải hành hết, tôi nói rõ nha, không có luật nào bắt hết. Tăng ni còn có quyền dốt thì nói gì là cư sĩ nha. Nhưng mà ngồi nghĩ là nếu Phật pháp mình không biết thì cái thiệt thòi thuộc về ai? Cho nên trong cái bài kinh này đó, là cái bài cái câu hỏi này là dành cho cư sĩ, nhưng mà mình phải hiểu rằng tất cả những ai mà sợ sinh tử thì đều có vậy, coi tất cả lời Phật đều dành chung cho mọi người, cũng phải nói là tùy trường hợp nữa, tôi chỉ nói là có những thôi. Tôi nói rất là chính xác chỗ này. Có những cái bài kệ rốt ráo lắm là bởi vì cư sĩ mà, nội dung dành cho cư sĩ thì không có nhất thiết phải giống như là thuyết giảng cho tăng ni.
Tuy nhiên mình phải hiểu ngầm, chỗ là phải hướng dẫn người khác tập dưỡng sinh thì mình phải hiểu ngầm là tôi không phải là cái người phải tập yoga, tôi không phải là cái người phải tập dưỡng sinh, tôi không phải là cái người phải tập võ, đúng. Nhưng mình phải hiểu ngầm là tất cả những cái động tác đó, tuy là không ai bắt buộc mình, nhưng mà mình phải luôn luôn tâm niệm rằng tất cả những động tác đó nó có cái ý nghĩa như thế nào. Thí dụ như yoga, không có một cái tư thế nào ở trong cái yoga đó mà nó không có những tác động tích cực lên trên cái cơ thể của mình hết. Cái mình phải hiểu cái đó, dầu mình không phải không có tập nhưng mà mình phải hiểu như vậy, chứ mình đừng có nghĩ là những động tác yoga đó mình nó không bắt mới tới mình á. Sai, không có. Tất cả những động tác yoga mà tôi biết, một là nó có tác dụng làm lưu thông máu huyết, chẳng hạn như cái động tác trồng chuối nó dẫn máu về tim, rất có lợi cho cái trí nhớ của mình, rất có lợi cho tim mạch. Rồi cái động tác con trong chẳng hạn, nó rất có lợi cho cái chuyện đốt mỡ bụng. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói vậy các vị cũng không biết. Chẳng hạn như cái động tác này là động tác là mát vú. Mát vú ra sân này. Mát vú ra sân này. Đây. Đây là động tác rất là khó làm. Thì mình không phải là cái tay tập yoga chuyên nghiệp, mình không cần phải làm công tác này, nhưng mà mình phải biết là, tôi chỉ ví dụ thôi, là mình không cần biết chính xác như là động tác nó tên gì, hình dáng nó là hình thức nó là sao, không cần biết, mình phải hiểu là nó có những cái động tác mà rất có lợi cho máu huyết, cho cái hệ thống tiêu hóa, cho cái chuyện phát triển cơ bắp của mình, đốt mỡ của mình, nó bớt đường như mình, nó bớt độc tố của người của mình. Mình phải biết cái đó, thì giống như pháp vậy đó. Mình là cư sĩ, mình không có điều kiện pháp học pháp hành như là tăng ni, bởi vì mình không có nhiều thời gian như họ. Nhưng mà mình bắt buộc phải biết rằng á, là trên giường bệnh, trên giường chết, mình với tăng ni giống hệt nhau. Cho nên trong bài kệ này mới hỏi rằng là trong cái cuộc đời nó quá nhiều chuyện để mà mình sợ hãi như thế này. Thì trong đây có nói đến là 38 cái cảnh đời, ở đây mình không cần kể hết. 38 cảnh đời nó gom chung là ba cái cảnh như là sanh ly tử biệt, muốn mà không được, rồi gì nữa, rồi nó là sa đọa trầm luân, rồi cái gì nữa, rồi gặp Phật ra đời. Một là không được gặp Phật ra đời, mà gặp rồi thì mình lại sanh ở cái xứ mà xa xôi biên địa, hoặc là bị tàn tật câm điếc khùng điên thiếu trí tuệ, vân 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 vân. Tất cả là 38 cái cách dễ sợ trong cuộc đời này. Nếu mà biết được cái này thì rất là dễ sợ. Thí dụ như là sanh ra đời mà gặp nhầm ông thầy, gặp thầy gặp bạn mà tào lao đó, cũng là cảnh đáng sợ nha. Sanh ra trong cái cảnh trầm luân cũng là cảnh đáng sợ. Cảnh trầm luân là cái cảnh giới mà trôi nổi đó. Thí dụ như là đã lọt xuống làm trùng làm dế rồi thì cái cửa lên mà thấy không, thấy không có rồi đó nha. Rồi làm người mà sanh vô trong những cái chỗ mà nghèo đói dốt nát, vùng sâu vùng xa, các vị mà có dịp xem phim xem báo về những cái vùng sâu vùng xa của châu Phi, các vị thấy là sao. Tôi từng không cần đi châu Phi mà tôi chỉ từng có mặt trong cái vùng sâu vùng xa của Việt Nam, miền Tây Nam Bộ, tôi đã làm sống rồi nha. Nên là trong đó đó là coi như họ không hề, họ không cần tới sự biết chữ, không phải họ không muốn học, nhưng mà học ở đâu. Mọi người ở trong làng là đi lại toàn là bằng xô có, chỉ có đi bằng xuồng thôi. Quanh năm không có sách báo, và thật ra cũng không nhu cầu luôn, cũng không có nhu cầu luôn. Đó là sợ, tức là một cái thế giới sống mà nó khép kín hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đó cũng một cái chuyện đáng sợ trong khổ lầm trầm luân. Bởi vì khi mà mình sống trong những cái cảnh giới như vậy đó, thì cái sự mà ra đời của chánh pháp nó liên quan gì hết, mình mang thân người vậy thôi, chứ còn mà cái điều kiện sống rất là mù mịt nha. Rồi thì những cái thân sa đọa, rồi những cái chuyện mà giành giật đấu đá đâm chém trong xã hội, rồi trong gia đình, vân 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 vân, tổng cộng lại là 38 cảnh, mà nói tới đâu nữa lạnh nhưng sống tới đó. Nói hoài các vị nghe, các vị ngạc nhiên tại sao tôi tu sĩ tôi lại nhắc cái cảnh đó. Chứ tôi ớn nhất cái cảnh mà trong cái gia tộc người Tàu với người Việt á, nó có cái cảnh gọi là tam đại đồng đường, các vị có biết không? Cái trong rừng ai biết cái chữ tam đại đồng đường không?
Tam đại tức là ba cái thế hệ, đại là đời đó, đồng đường nó ở chung cái nhà, chúng sợ vô cùng và vô cùng cái trong một cái nhà lớn mênh mông, mà nhất là những nhà mà có tiền chút đỉnh đó, bao nhiêu dâu rể con cháu chất hết vô trong một căn nhà, trời ơi, suốt ngày không biết bao nhiêu chuyện phiền phức, rồi kẻ ăn người ở, rồi dâu lớn dâu nhỏ, dâu út dâu giữa, nó gây nó thù, nó nói xấu lẫn nhau, nó hăm mà lần, rồi thôi đàn cánh đàn ông thì phiền đàn ông, cánh đàn bà thì phiền kiểu đàn bà, cái đám con nít thì nó phiền kiểu con nít. Mà họ cứ coi cái chuyện đoàn tụ đó là chuyện tốt, cái tôi thấy tôi lạnh, tôi sống, tôi thấy tôi nhìn tôi một mình nó quen. Bây giờ tôi nhìn là cái cảnh mà năm mấy người, mười mấy hai chục người mà nó trộn chung nhau trong một cái không gian nhỏ như vậy, tôi lạnh, tôi sống. Mà thế gian nó tới bao nhiêu lợi cảnh như vậy, mà trong gom kinh gom là chỉ còn có 38 cảnh thôi. Rồi thì trong cái thế gian mà nó sa đọa trầm luân như vậy, thì trong cái đời sống xã hội thường nhật như vậy, nó có một tỷ cái mà để cho mình ngại người xe sợ như vậy, thì con xin hỏi Thế Tôn, người sống làm sao mà chứ đừng có sợ. Đừng có sợ, sống sao đừng có sợ. Thì ngài giải thích thì trong cái đời sống cư sĩ đó, thì chỉ có bốn cái pháp, thì tôi nhắc lại một không biết bao lần thứ mấy, đó là tùy chỗ tùy lúc. Mà cái câu trả lời của Đức Thế Tôn cho một câu hỏi nhiều khi không giống nhau nha, nhiều khi không giống nhau, cũng trước một câu hỏi như vậy đó, nhưng mà tùy chỗ tùy lúc tùy đối tượng mà cái câu trả lời của Đức Phật là không giống nhau. Thì ở đây thì nhìn rõ vào cái tâm tư của người hỏi nha, thì ngài trả lời bốn cái này, nhưng mà ở một chỗ khác thì ngài sẽ trả lời khác. Không phải là mâu thuẫn mà là cái cách, những cái cách tiếp cận cái chánh pháp có nhiều cửa. Cách có nhiều cửa như hôm trước tôi nói rồi, tức là cũng mấy đứa con đó, cũng cặp vợ chồng đó, nhưng mà nói với thằng cả đó thì ba má nói khác. Nói là con phải ráng giữ sức khỏe nha, không có sức khỏe là không có gì hết. Vì biết thằng đối thằng cả cái chuyện gì nó cũng lo được hết, mà chứ cái chuyện sức khỏe nó có vẻ nó thờ ơ. Rồi đối với thằng 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 ba đó, thằng cả rồi tới thằng ba đó thì lại nhắc khác, nó còn nhớ nha, còn nhớ nha, không có tiền thì không có làm ăn gì, con mà không có tiền rồi đó, con ăn xài phung phí đó, núi nó cũng lở nha, ba má chết rồi mà con vẫn tiếp tục ăn xài, mà con không biết, con không có khả năng làm ra tiền, chỉ có khả năng xài tiền thôi đó ha, thì sau này con đi ra đường đó, người ta coi con như một con thú vậy, đời nó tàn nhẫn như vậy. Mình không có tiền người ta coi mình rẻ lắm. Ông Bill Gates của Mỹ đó, ông mà vua Microsoft, ông có một câu thế này: khi mà bạn có quá nhiều tiền, bạn không còn thời giờ để biết mình là ai. Nhưng mà khi bạn không có tiền thì cả thế giới này sẽ không biết bạn là ai. Nó tàn nhẫn như vậy nha. Rồi đối với cái thằng Úc thì nói khác. Ông bà lại nói rằng nếu mà con mà dốt một cái rồi con không có chữ nghĩa rồi đó, thì toàn bộ thế giới này nó sẽ đóng kín cửa trước mặt con nha, đóng kín cửa, con phải học phải có cái chữ trong bụng nha, chứ còn không có chữ nghĩa là thế giới này nó đối với con nó chỉ là một bức tường thôi nha. Thì tùy đứa con, tùy cái tâm tánh của nó mà ba má có một cái cách nó khác nhau, nói chi là thế thôi. Và toàn giác mực nhất thiết trí, thì người nhìn vào cái tâm can của mỗi người, cái cơ duyên tiền kiếp, cái khuynh hướng tâm lý của mỗi người, mà tùy lúc trước một câu hỏi như vậy để ngài có một tỷ cái câu trả lời khác nhau. Thì ở đây là cư sĩ an trú và sống ở trong bốn pháp, tức là có niềm tin này, nhu hòa này. Thì chúng ta thấy chúng ta bây giờ từ từ cái bị quen, cái bị bỏ chứ Bali ra giùm tôi được không? Nói tôi vui chứ làm sao ai giúp được đây. Bỏ bốn chữ sắp thô mú đu xăng quý pha ghi ở đây nhu lấy giữ ra dùm được không? Rồi cái này là cái mai tôi có cơn nó lại rồi. Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không?
Dạ rồi, bây giờ lấy bốn cái đó, bầm lấy bốn cái đó bỏ dùm, thì cái bây giờ công chúa của tôi nó không có work nữa, công chúa của tôi nó không làm việc nữa. Đó là lấy trong cái đoạn mà li màu 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 xanh ở trên đó, cái bị lấy một cái hàng gọi là sắc thô bú đu xăng quý pha ghi ở đây nhu, liếc mắt làm thấy không, cái hàng mà hàng, hàng gần cuối đó. Rồi cảm ơn, rồi nó là vậy đó. Đó thì cái sắc thô đây là cái niềm tin, cái đức tin, cái đức tin, tin ở trong tam bảo, rồi đức tin ở trong nghiệp báo, cái tin ở trong nghiệp báo, đức tin trong tam bảo, đức tin nghiệp báo, đức tin ở trong cái gì nữa, đức tin trong trong kinh kia là trong điều học, nhưng mà mình phải hiểu ngầm đó là trong cái pháp môn, trong cái pháp môn mà mình đang tu tập á, mà là có cái niềm tin, mình có niềm tin. Nếu mà mình là một người vừa sống trong cái bố thí, sống coi nặng về cái hạnh trì giới, đang tu quán hay là đang tu chỉ, thì mới gọi đức tin trong cái pháp môn mà mình đang đang tu học á, thì gọi là cái bốn cái đức tin, đó là tin tam bảo, đức tin trong năm giới, đức tin trong nghiệp báo, và đức tin ở trong, đúng ra nó là tin ba tam bảo, là trong đoạn nói ngắn gọn là tin trong tam bảo là đủ rồi. Mình khi ta kể đủ, ta kể cho nó rõ là kể thêm năm, kể thêm hai nữa, đó là đức niềm tin trong lý nghiệp báo. Tại vì khi mình tin tam bảo mình tin, nhưng mà mình tin chung chung, nhưng mà mình tin Đức Phật theo cái cách mà mình tin cậy một vị thầy về triết học, về tư tưởng, về đạo đức thôi. Chỉ còn mà cái tin đó nó không ảnh hưởng gì đến cái chuyện mà mình hành xử ở đời hết. Cẩn thận cái đó nha. Cái đó, cái người tin Phật theo tôi tiếp xúc tôi thấy đúng như trong kinh nói đó, là cũng có nhiều loại lắm á, có nhiều loại lắm. Có những người họ chỉ cần tin Phật Pháp Tăng là đủ rồi, bất cứ cái gì mà Đức Phật nói là họ đều hành theo. Nhưng có những người họ tin Đức Phật theo cái kiểu đó, tức là họ coi Đức Phật là bậc đại trí tuệ, ngài nói cái gì cũng hay hết, nhưng mà họ rất là thờ ơ với những cái pháp môn mà họ không thích. Thí dụ như có những người họ không thích bố thí. Dạ tôi có tiếp xúc tôi biết, không phải họ kẹo, nhưng mà tại vì họ thấy cái đó bình thường, thấy là cái gì đó mà gì đáng để bận tâm hết. Có những người họ coi nhẹ pháp trì giới, họ nghĩ rằng thì cái đó làm được thì tốt, làm được thì thôi, thì tôi là cư sĩ mà. Rồi những cái thiện nghiệp khác trong thập thiện, thì ví dụ như là phục vụ hay là cung kính, có biết bao nhiêu người cư sĩ cái chuyện mà chắp tay cúi đầu đối với họ là cái chuyện rất là khó khăn. Bây giờ thấy ở bên Houston tôi có quen một cô Phật tử, cô nói với tôi một câu mà tôi hết hồn, cô rất là dễ thương, nhưng mà cô nói là tại sao giữa người với người mà có cái chuyện mà quỳ lạy là làm sao? Thì tôi nghe thì tôi im ra, tôi khỏi giải thích luôn. Bởi vì tôi nhìn thì tôi đâu phải là bậc thánh đâu, nhưng mà tôi theo tôi hiểu đó, thì dân Bắc mà, dân Bắc kỳ mà. Và cái cô mà cổ lì nữa, cổ rất là dễ thương, chung cư xử hòa nhã lắm, nhưng mà cũng có cái chấp lạ luôn. Nó giữa con người với nhau mà tại sao có cái chuyện mà người này quỳ lạy người kia, người này phải chấp tay người kia? Rồi từ từ cái cổ có một lần cái cổ du học tôi có nói kỳ, rồi cô thấy cái hình quảng cáo của Thái Ala, Thái Airways, cái hình mà mấy cổ tiếp viên của chắp tay thấy đẹp quá. Cái lúc đó tôi mới mới có mượn nó, tôi nói cho nó rằng thứ nhất mình phải biết là cái chắp tay ấy, nó là một cái kiểu, một cái kiểu chào nhau của người Ấn xưa, một kiểu chào đẹp, chứ mình đừng có nghĩ là mình chắp tay thì có nghĩa là người ta cái người kia là ông cố nội của mình, là sư phụ, là thầy của mình, không phải, mà nó là cái lịch sự thôi. Là điều thứ hai nữa, đó là nếu mà nói nó hơi chuyên môn một chút, nó hơi đạo một chút đó, thì mình là cái gì mà mình lại không biết tôn trọng người khác? Và nói ở trong cũng trong kinh đó, mình có tôn kính người khác đó, thì người khác sẽ tôn kính trở lại mình. Cái người nào lúc nào cũng nhân nhân tự đắc, trên đầu không có ai đó, thì đời sao sanh ra đó, ai muốn nhìn mình họ phải cúi xuống mà nhìn, thì mình thấp quá, mình không có vị trí. Còn cái kẻ nào đó mà luôn luôn biết tôn sống tôn trọng người khác đó, kiếp này mà mình biết tôn trọng người khác thì đời sau sinh ra ai muốn nhìn mình họ phải ngửa cái mặt lên nhìn, phải ngửa cái mặt lên họ nhìn nha. Bởi vì sao? Vì mình ở cao hơn họ nha. Đó là nhiều người họ không có tin chuyện đó, họ thấy đó, họ quý Phật lắm, họ quý Phật lắm, Phật nói cái gì cũng hay hết đó, nhưng mà cái điều mà từng cái lời của ngài thì họ lựa ra cái gì mà như ý của họ, họ họ mới mới để ý, họ mới tin, họ mới suy tư, họ mới thấm thía. Còn cái gì họ không phá thì thôi. Mà trong khi Đức Phật thì dạy mình tất cả thiện pháp, cái nào cũng cần phải trau dồi hết. Cho nên cái đức tin này nó gồm có tin tam bảo, nghiệp báo và cái pháp môn tu học.
Nhớ là chỗ đó đó. Rồi có người ông không thích chuyển giới, có người không thích bố thí, có người không thích cung kính, có người không thích phục vụ. Được cái mà cái cuối cùng mới thảm, không quan tâm đến chuyện là điều chỉnh cái tri kiến đó. Ở trong chú giải nói trong 10 cái thập thiện, trong cái thập thiện đó thì riêng cái số 10 là cái quan trọng nhất. Có nghĩa là mình hoàn toàn, tôi gạch dưới cái chữ hoàn toàn nha, mình là cư sĩ nói chung, tăng ni cư sĩ nói chung, để còn phàm phu tôi gọi là mình ha, thì mình hoàn toàn không có một cái lý do nào để mà mình yên lòng với cái biết cái hiểu của mình ở trong Phật pháp đó. Nha, đó phải nói rõ đó nha, mình hoàn toàn không có cái cơ sở, chỉ có tu đầu quần trở lên thôi, chứ còn cái cỡ của mình là phải thường xuyên trau dồi, thường xuyên quan sát xem có cái hiểu của mình nó có cái gì cần bổ sung, cái nào cần sửa sai hay không. Và tôi biết tôi nói cái này tôi chạm nhiều người đó, tôi cũng phải nói thiệt, đó là thuộc lòng tâm tạng chưa đủ để đi tới đâu á. Thuộc lòng tâm tạng là chỉ hơn được cái người không có thuộc thôi, chứ còn cái chuyện mà thấm thía đó, thấm thía từng cái câu Phật ngôn nó là một chuyện khác, giống như cái máy cassette vậy thôi. Mà dĩ nhiên là cái người mà họ thuộc lòng tâm tạng thì họ có nhiều cái điều kiện họ thấm thía hơn mình, là vì sao? Là vì họ đang suy nghĩ đến cái bài kinh này thì mấy cái bài kinh khác mà có liên quan đó nó cứ lãng gãng xung quanh để cho họ đối chiếu. Còn mình thì sao? Mình coi kinh nào biết kinh đó, nó thẳng vậy đó. Mình thua họ chỗ đó. Nhưng mà suy nghĩ từ hồi nãy mà tôi nói thuộc tâm tạng cũng chưa tới đâu, nghĩa là sao? Ý là tôi muốn nói rằng là nếu mà mình chỉ học thuộc lòng, giống như là mình thuộc lòng cái bài Nam Mô Tát Xá vậy đó ha, mà mình không có tìm hiểu ý nghĩa gì hết ha, thì cũng bằng không. Vì tôi hỏi thiệt quý vị nha, trong room này cái người mà thuộc bài Nam Mô đâu có phải ít ha. Tôi biết bữa nay vô được bao nhiêu người tôi không biết, mà tôi chỉ biết là nếu mà quý vị là người có Nam Tông, cư sĩ Nam Tông, thì cái bài Nam Mô rồi cái bài Thọ Quy Giới là bài Bút Thăng Sa Năng, rồi thêm nữa một bài đó là cái bài lễ bái, ba cái bài lễ bái ân đức Tam Bảo như là Itibiso rồi Soa Kha Tô chẳng hạn, thì ba bài đó thì coi như là trong rung này. Nếu mà là ở hải ngoại thì coi như đế quốc rồi, châu Âu với là Mỹ là coi như đừng hòng nha. Nhưng mà ở Việt Nam tôi nghĩ nhiều lắm á. Rồi tôi về tôi thấy ở Sài Gòn có mấy lớp dạy kinh cho cư sĩ mà. Nhưng mà hỏi ra một chuyện nó rất là đau. Đau lòng đó là quý vị có hiểu cái bài Nam Mô nói cái gì không? Cái bài Nam Mô nói cái gì? Trong đó có ba cái chữ mà mình có chắc là mình hiểu đúng không? Nam Mô Tát Xá Bhagavato, con xin kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A-la-hán. Ở đây được chia theo cách thứ tư. Con xin kính lễ Đức Thế Tôn, bậc La-hán. Rồi cái Sam-bu-tát Xá, chánh đẳng giác. Cái này đẳng giác là cái gì? Làm ở ngay bây giờ hoặc là sau buổi giảng. Vào ở trong thanh tịnh đạo ấy, cái phần định ấy, xem ở trong đó người ta giải thích cái chữ Phật Quan nghĩa là gì? Cái chữ ứng cúng A-la-hán là cái gì? Rồi cái chữ Sam-bu-tô là cái gì? Thì mình có hiểu được ba cái đó, ba cái chữ đó là cái gì á, thì mình đọc cái bài Nam Mô nó mới có áp phê nha. Chứ còn mình đọc mà kiểu như mình đọc cho có đó, thì có khác gì ngoại đạo mà người ta đọc thần chú, đọc bùa hả? Mình nói ra thì sốc, nói ra thì sốc nha, nói ra thì sốc. Cho nên là mình ngồi coi kỹ là trong thanh tịnh đạo có phần sa ma thế nên đây sao, cái phần mà giảng về 10 cái pháp tùy niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, thí, niệm giới, niệm thiên ấy, thì trong đó cái phần mà niệm Phật đó, rồi chưa hết cái phần ở Đức Tam Bảo đó. Đừng có nghĩ tôi đi xa bài giảng, tôi đang nói trong bài giảng đó nha, đang nói trong bài giảng này, cái phần ở Đức Tam Bảo, cái bài mà Itibiso, nó từng nghĩa, từng cái ý nghĩa của mỗi cái hồng danh trong đó, thiện thể thế gian giải là cái gì hả? Rồi cái phần cái bài Soa Kha Tô hả, thế nào gọi là Samnitiko, thế nào là cái pháp của Thế Tôn là pháp tự mình nhìn thấy chứ không có phải vay mượn, cóp nhặt cập bi từ người khác. Cái thánh trí là phải tự mình,
thân nghiệm và thể chứng nha. Chứ Phật pháp không phải là cái mà mình cứ nghe người ta nói làm sao mình nghe chan cho nên dèn bỏ bụng nữa. Sư phụ tôi nói như vậy. Và có một cái chuyện mà nó lạ lùng mà tôi không cách nào mà tôi hiểu được. Tôi nói với tất cả sự thật lòng chứ không phải là tôi nói chăm chăm chích ha, là tôi thật sự tôi không hiểu được là tại sao mà mình ăn uống thì cẩn thận mà mình học mà về đời sống tinh thần của mình thì mình lại bất cẩn. Tôi không hiểu. Ăn uống thì sợ cái này nó mập, cái này nó làm cho dư mỡ, cái này nó làm cho mình dư đường, ăn mặn thì nó làm cho mình bị cao máu. Tại sao mình sợ trong cái chuyện ăn uống mình cẩn thận mà trong cái chuyện mà tinh thần mình nó quá là thờ ơ, nó quá là bất cẩn như vậy. Bất cẩn. Thầy nói làm sao mình nghe như vậy mà về còn đổ thừa nữa chứ. Đổ thừa tại vì con cư sĩ đâu biết gì đâu, thì con vô nghe sư gì đó nói vậy thì con mấy chục năm nay con hiểu như vậy đó. Mà tại thụy sĩ này nè, có một cái cô tốt nghiệp đại học của thụy sĩ nha, mà cô trả lời tôi y hệt, cô nói bao nhiêu năm trời cô quy từ năm 1986, 86 có nghĩa là mất nước 11 năm đó, là cô đã trở thành Phật tử năm đồng, mà cô không hề học giáo lý suốt cho đến gọi là 20 năm trời. Lâu lâu tăng ni ghé về thì cũng vô nghe ba mớ rồi thì thôi nha. Rồi thì thôi. Mà tôi hỏi cổ tôi chỉ nghĩ làm sao mà chị không hề có một lúc nào nghĩ rằng mình sẽ chết sẽ già hay sao. Tôi có nghĩ bởi vì mình làm Phật tử. Rồi tôi nói nếu mình nghĩ thì tại sao chị không tìm hiểu Phật pháp chứ? Nó thì cũng lâu lâu mới sư giảng, sư giảng năm nào cũng phải tu học thì sư giảng ra nghe vậy thôi. Tôi thưa thiệt với bà con nha, tôi không phải là bác sĩ, tôi không phải là dược sĩ, tôi không phải là một bệnh nhân gọi là nan y tuyệt chứng. Nhưng mà các vị biết không, tôi đọc báo mà tôi thấy người ta nói về cái tác dụng, cái dược tính của trái khổ qua, của đậu nành, của trà xanh, của trái nhào vân vân. Mà tôi nhắm tôi thấy cái nào mà nó có bổ, nó cần cần cho tôi đó, là tôi phải đi đọc thêm chỗ này chỗ nọ. Chứ tôi không thể nào mà tôi nhắm mắt nhắm mũi mà tôi theo cái bài báo cho bằng được nha. Với cái tâm của tôi, không phải là tôi nhắc lại, không phải là tôi là hiền trí, là thông minh, là thiên tài, là uyên bác, không phải. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là chuyện rất là tự nhiên, vì mình không thể là cái con chuột bạch cho người ta làm những cái thử nghiệm nha, những thử nghiệm, những thí nghiệm, không phải. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi, mình không phải là con chuột bạch của thiên hạ. Thì tự nhiên cái người ta cho mình một cái bài thuốc về cái lá bình bát, về cái trái nhào, về cái củ khoai củ sắn gì đó, tự nhiên cái mình ôm cái bài thuốc đó mình về mình uống mà không thèm tìm hiểu thêm là sao. Cái mạng của mình nó đâu phải là cái đồ rẻ rách đó mà mình đem ra mình coi rẻ nó như vậy. Mình đâu có thể là con chuột bạch cho thiên hạ nhé. Ấy vậy mà có biết bao nhiêu kẻ là Phật tử trên cái hành tinh này đã đang và sẽ hành xử như vậy đó, tự cho mình cái quyền dốt Phật pháp, rồi tự cho mình cái quyền làm nô lệ của tăng ni. Tăng ni nói cái giống giải gì cũng nghe hết, rồi đổ thừa rồi, tại vì tôi là cư sĩ cho nên tôi không có thể chọn lựa được. Thì tôi nói thiệt, cái này là đúng là cái này là cái nghiệp nó hầm chúng sanh nó khổ, chứ còn không có cách nào mà mình có thể biện hộ cho cái chuyện đó được nha. Ok, cho nên ở đây đó cái bài kinh này nó là nói rằng thì là đối với người cư sĩ cái chuyện mà điều chỉnh tri kiến nó rất là quan trọng, để mình phải thường xuyên mình sửa định chữa. Mà muốn có được cái đó là ở đâu, muốn có được cái đó là ở đâu, muốn có được cái đó là mình phải dựa vào bốn cái pháp ở đây, tức là tính tâm, là niềm tin ấy. Nãy giờ tôi đang nói mình đâu, là tôi đang nói về cái chuyện niềm tin ấy. Tôi đang nói về niềm tin, là tin đen không phải là cuồng tín, tin nó đen không phải là mình là mê tín, tin nó đen không phải là mình tà tín, tin đen không phải là vạ cái giống gì cũng tin nha. Mà tin là cái tin vậy đó, là chánh tín mới được. Tin Phật, tin Pháp, tin Phật là tin sao? Cái bài Nam Mô hiểu không nổi, bảy tivi show không biết nói cái gì nha. Tin Pháp, tin Tăng, cái bài từ Soa Cà Tô, bài Sư Ba Đi Bà Nô mới nói cái gì, nói tin tin cái gì nha. Đó là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nghiệp báo, tin cái pháp môn mà mình đang tu.
Rồi cái tiếp theo đó là cái chi ra cái mú đú. Cái mú đú ở đây giải thích là mú đú hát a dụ. Lúc đánh được lúc không, tức là cái mú đú là mềm mà hát nó vô là trái tim. Đó là cái nghĩa nghĩa đen, muốn đúng hay nó vô là cái tim mềm. Nhưng mà nghĩa bóng là gì? Nghĩa bóng là luôn biết nghĩ đến người khác. Luôn biết nghĩ đến người khác thì chắc luôn biết nghĩ đến người khác. Luôn biết nghĩ đến người khác, có lòng tiết độ người khác. Tại vì cái người mà cái trái tim bằng cái trái tim mà mình gọi theo tiếng Việt Nam mình trái tim mà sắt đá, tim gỗ đá đó là loại tim cứng nha. Tiếng Việt Nam các vị có nghe trong rừng mình có nghe cái chữ mình trái tim sắt đá không, gọi là cái lòng người, cái lòng tấm lòng gỗ đá. Trong rừng rừng mà tôi cũng rầu quá, tôi biết tôi nói chuyện với ai, tôi cũng không biết. Gỗ đá sắt đá các vị có nghe không? Rồi xong tôi đang giảng cái nguyên tắc là người Miên không, nguyên tắc là người Miên người Lào không, cổ dây. Cái trái tim mú đú là mềm hay mú đú nó vô là trái tim mà nó không phải bằng gỗ đá nha, có nghĩa là nó biết trắc ẩn, nó biết mềm lòng trước cái khổ của người khác, trước cái nhu cầu của người khác. Tôi xin thưa với bà con một chuyện, tôi không phải là tôi khoe có cái gì đâu mà khoe, mà con dậu mà khoe cái gì, nhưng mà tôi chỉ kể là chuyện cũ rồi xưa đó. Một trong những cái chuyện mà tôi chạnh lòng mà tôi gần như tôi chịu không nổi, tức là mỗi lần tôi đi xe đò đó mà tôi nhìn tôi thấy mấy đứa bé nhà nghèo á, má nó thì xách cái giỏ đệm mặc áo rách, còn nó thì đi dép nhựa mà cái quai mà cột kẽm ha. Mà nó nhìn mấy cái đứa bé khác mà ăn bánh ăn cà rem á, ăn ice cream á, mà nó ngồi nó nhìn mà rồi má nó lấy cái nón lá che cái mặt ra lại không muốn cho nó nhìn nữa. Tôi nhìn cái đó tôi xót dữ lắm, có gì biết không, tôi xót dữ lắm. Hoặc là tôi thấy Việt Nam có cái màn dạy con lạ lắm, ba má lấy cái tay cuốn lên đầu đứa con, cái đầu nó nhỏ xíu à. Tôi nhiều không có được, tôi nghĩ tại sao mà có thể làm một cái chuyện đó. Mà tới ngày tôi đi ra bên ngoài đó tôi mới biết rằng hình như đó là cái đó là cũng cái nghiệp của mình, nó khiến cho dân tộc mình đó. Ngoài cái chuyện mà về chính trị về tôn giáo mình bị người ta lừa đảo, mình bị người ta dối gạt đó, thì còn về cả cái mặt mà xã hội, về mặt đạo đức gia đình đó, nó cũng là cái họa của dân tộc mình phải bị gánh chịu những cái chuyện như vậy nha. Tức là có ai mà đi con của mình nó nhỏ xíu mình lấy cái tay mình cú cái đầu mình nghe cái mình nghe cốc cốc vậy đó à, chịu không nhỏ nổi. Mà nhất là cái cảnh mà đứa bé thôi mà nó ngồi nó nhìn cái dầm miệng này, Việt Nam kêu là dầm miệng đó, nó nhìn một đứa khác ăn bánh mà má nó không có đủ tiền nó mua cho nó, rồi bà thấy nó nhìn hoài tội nghiệp rồi cũng kỳ, nên bà lấy cái nón lá bà che cái mặt nó lại đã. Thì mình nhìn mấy cái đó mình sốc dữ lắm nha. Mà có nhiều người họ không biết thương nè, gọi là những cái đêm tối trời mưa mà nó trong mình nhìn ra mình thấy những bà cụ mà bà đi bán cái biết bán cái gì mình không biết, trời mới mưa từ trên xuống rồi cũng tay nguyên cái rổ cái thúng gì đó mà mình không biết họ bán cái gì. Nhưng mà mình tưởng tượng giờ này lẽ ra là phải tắm rửa ăn uống đàng hoàng rồi vô đông giường nằm trùm mền tuổi già rồi hả, trong khi đó đó là giờ đó mà còn lê la ngoài đường nó buông gánh bằng bưng hả? Mình không biết thương người khác nha, mình nhìn không biết thương. Hoặc là nhìn những cảnh mà vợ chồng đánh đập gây gỗ nhau, hoặc là nhìn những cái cảnh mà vô trong bệnh viện mà người ta phải nằm lê la ngoài hành lang là bị y tá nó đuổi như là đuổi chó vậy đó. Mình nhìn mình nhớ cái đất nước mình như vậy, mà bao nhiêu nhà cầm quyền đó, họ chỉ ăn rồi họ biết le lưỡi rồi đếm tiền, ăn rồi là đưa vợ đưa con đi du lịch, ăn rồi là đưa vợ đi thẩm mỹ đưa con đi du học, ăn rồi là chỉ biết đếm vàng đếm đô la đếm kim cương gì chớ hề biết thương. Thì những người đó không phải là những người có tim mềm, không không có tim mềm ở chỗ đó, cho nên phải có tim mềm là phải biết nghĩ đến lợi ích người khác. Rồi cái thứ ba đó là cái xăng quý pha, xăng quý pha ghi ở đây là gì? Xăng quý pha ghi ở đây có nghĩa là nó từ cái căn là phách,
là chia sẻ. Chia sẻ làm sao? Thứ nhất là niềm tin đã giảng rồi, thứ hai là cái mu đu, nghĩa là cái trái tim mềm, cái lòng trắc ẩn, sống biết nghĩ đến người khác. Cái thứ ba là sanh quý pha ghi, là biết chia sẻ. Biết chia sẻ có nghĩa là ở trong có một bài kinh trước đây mình đã học rồi mà bây giờ tôi biết chắc cả là quên sạch rồi nha. Thì trong đó có nói rằng là cái người có nhiều cho nhiều, có cái tài sản nhiều mà đem cho nhiều đó, cái đó thường thôi, cái này mới có. Cái này đó là khi mình không có bao nhiêu mà lòng vẫn nghĩ đến người khác thì cái ý nghĩa của nó lớn gấp ngàn lần. Là mơ mở xem lại giùm tôi mấy bài kinh trước, tôi quên mất bài kinh không có xa, cách đây đi ngược lên khoảng chừng chắc chừng 5-7 bài gì đó, nó có cái chỗ đó, nó có cái chỗ đó, nó có cái chỗ đó. Tức là giàu có ít mà cái lòng mình nó nhiều. Bà Teresa đó, bà một vị bà một bà sơ cơ đốc giáo, bà được giải Nobel hòa bình ấy, thì bà có nói thế này: ta có thể không làm được việc lớn nhưng ta có thể làm được những việc nhỏ bằng một cái trái tim lớn. Đó là như vậy đó. Cái sự chia sẻ đây là làm sao? Người ta có 1 tỷ, người ta cho 1 tỷ thì phải nhìn nhận số tiền nó lớn thiệt, nhưng mà nếu mà nói cho nó rốt ráo đó, mình chỉ có, xin lỗi lộn, người ta có 1 tỷ mà người ta cho 100 triệu đó, thì cái số 100 triệu nó lớn thiệt nhưng mà nó chỉ là 1/10 của 1 tỷ thôi nha. Trong khi đó đó, cái tấm lòng của một người mà có một cái ổ bánh mì mà dám bẻ đôi ra cho người khác, cái này có chỗ khó làm. Tôi đang nói ví dụ thôi nha, chứ đông đông đừng có nghĩ rằng tôi không biết nha. Thì tôi chỉ ví dụ, nghĩa là một cái bà, cái chị mình diễn có thật là một cái ông ký giả người Mỹ mà ở cũng đi qua bên Nepal ấy, Nepal. Ông nhìn thấy một cái cảnh mà nó làm thay đổi được cái cuộc đời của ông, thay đổi cái suy nghĩ, cái tâm tư của ông trong bao nhiêu năm qua. Đó là một ngày đó ông nhìn thấy rất là nhiều người ăn mày ở Kathmandu, là thủ đô của Nepal. Thì trong đó có một bà cụ, bà cũng cầm cái nón, bà xin tiền khách qua đường, khách du lịch. Thì lúc đó có người mới thảy cho mua cho bà một khúc bánh mì. Mà nhìn cái dáng mà là biết bạn đang đói với lúc, bà mừng lắm. Thì bà mới cầm bánh mì, lúc đó có con chó nó cũng ốm tông theo chạy ngang đứng dòm bà, giờ nó giống như nó trông chờ bà coi có cho nó cái gì không. Thì bà mới bẻ đâu có mì bà liền nữa, rồi bà tiếp tục bà ăn mình nửa ổ còn lại một cách rất là ngon lành, rất là ngon lành. Thì người Mỹ, anh ký giả Mỹ, anh quan sát, anh dịch mình, anh nghĩ rằng trong thế giới Tây phương người ta cũng thương thú vật, thương chó mèo, nhưng mà người ta chưa làm được cái chuyện đó. Mà nếu mà có làm được chuyện đó đó là phải là người có tiền, ví dụ như là người Mỹ, người Âu Mỹ, nó thẳng là cái chuyện mà nghèo sát sơ như người châu Á nó hiếm lắm, nó thẳng là như vậy. Chỉ trừ ra những người cố ý nghiện ngập phải xài, thì cố ý nghiện ngập, chứ còn cái kiểu mà nghèo sơ nghèo sát đến mức mà như người châu Á mình thì hiếm lắm. Cho nên cái chuyện mà nuôi chó nuôi mèo là họ phải có mua thức ăn cho nó, chứ còn một khi mà họ đã đói nghèo đến mức tận cùng rồi đó, thì cái chuyện chia sẻ làm sao mà bằng như vậy được, làm sao là như bà cụ đó được. Mà chưa kể là con chó con mèo này không phải là của bà nuôi, mà nó là chó hoang ngoài đường ấy, mà bà chia sẻ một cách rất là tự nhiên, rất là chân thành, như là mới chia sẻ cho một con người, như là một con người với nhau vậy đó. Thì ở đây đó, cái chữ sanh quý pha ghi là như vậy đó. Tức là mình biết chia sẻ cái mình có trong một cái điều kiện nào đi nữa, thì mình thấy rằng cái đời sống nó chỉ thật sự có giá trị ở cái chỗ là mình đã cho ra cái gì, dầu là về tinh thần hay vật chất. Thật ra cái giá trị của người nó không phải nằm ở chỗ anh ta nhận được cái gì, mà nó nằm ở chỗ anh ta đã cho ra được cái gì. Và cái điều này nó nói cho vui vậy thôi, chứ tôi cũng không tin là bà con có người chấp nhận cái điều tôi vừa nói. Có nghĩa là cái giá trị của người nó nằm ở những chỗ mình cho ra, chứ không nằm ở chỗ mình nhận được cái gì. Và điều thứ hai, cái niềm vui của cái người cho ra, cái niềm vui của cái chuyện cho nó lớn hơn cái chuyện nhận gấp tỷ lần. Và một lần nữa trong đó mình cũng không có ai tin chuyện đó. Tôi ví dụ biết bao nhiêu lần có việc không tin.
Ví dụ như bây giờ tôi cho các vị một cái món quà đi, món quà trị giá 100 đô la, quý vị cũng có người người mà nghèo á, ví dụ cái đồng hồ đây, cái đồng hồ 100 đô la thì đối với người nghèo thì họ xúc động lắm, đi 100 đô la đó Việt Nam một số tiền lớn. Mà tôi xin hứa với các vị cái niềm vui đó nó kéo dài nhiều lắm đó, là 3 tới 6 tháng rồi đồng hồ nó bị sẽ bị trầy đi, nó cũ đi rồi thì thôi, càng lúc 6 tháng sau càng lúc rồi cái niềm vui nó phôi phai dần, thì 5 năm 10 năm sau đồng hồ nó hư, rồi quý vị cũng đem luyện bỏ, nếu sửa được thì sửa, không đem luyện rồi xong mọi thứ, mọi sự kết thúc. Trong khi đó có một ngày nào đó mà quý vị giúp cho được một bà cụ, một đứa bé cơ nhỡ, một số tiền nhỏ thôi, không phải là 100 đô la mà chỉ là 10 đô la thôi, tính ra tiền Việt Nam là khoảng 200-300 ngàn, mà giúp họ nhằm một lúc họ thắt ngặt ngặt nghèo, giúp được họ 5 năm, 10 năm, 20 năm sau, 40 năm sau, khi các vị già rồi mình mỗi lần nhớ lại cái chuyện đó mình còn thấy vui. Mình nhớ là cái buổi chiều hôm đó ở cái cửa cổng bệnh viện, nhờ mình đưa 200 ngàn đó mà bà cụ đó bà có tiền về quê, nhờ có 200 ngàn đó mà mấy mẹ con đó không có chết đói trên cái đường phố Sài Gòn vào cái đêm tối mà mình bắt gặp họ, chỉ 200 ngàn đó thôi. Nhớ hoài quý vị, mỗi lần nhớ nó vui lắm, nó vui lắm, nó vui ghê lắm. Trong cái đó 100 đô la kia đó, nó chỉ có từ 3 tháng đến 6 tháng là mất tiêu, mất sạch, cái niềm vui đó không còn nữa. Ấy vậy mà chúng ta cứ đi suốt đời cứ nghĩ là mà phải được nhận cái vui, thật ra cái có cơ hội để cho ra đó, nó vui lạ lắm, nó vui lạ lắm. Và nói theo trong kinh, chỉ có người đại phước thì họ mới vui được những niềm vui kiểu này nha. Chỉ những người đại phước họ mới vui được khi mà họ hành thiện, vui được khi mà họ thương người khác. Chỉ có người đại phước họ mới biết coi nặng cái nhân lành hơn là cái quả lành. Chỉ có người đại phước họ mới làm được chuyện đó. Còn cái người thiếu phước thiếu trí thì họ không có được cái này. Người thiếu phước thiếu trí thì họ chỉ khoái cái quả lành chứ họ không có coi nặng cái nhân lành. Không biết tôi nói có hiểu không? Khổ thiệt chứ, nói mà không có thấy mặt. Cho nên mình không biết, mình nói cho nguyên một cái bảo tàng tượng hay là nguyên một đám người mình cũng không biết. Hả? Ok. Cho nên ấy, là ở đây cái sanh quý pha ghi là biết chia sẻ là như vậy đó. Sống mà có chia sẻ, và đối với những ai mà có cái ngã chấp nhiều coi mình là quan trọng đó, thì cũng có thể nhớ bố thí theo cái kiểu này này, cái giá trị của mình nó tùy thuộc vào cái mình cho ra. Đó là một cách hiểu, một cách nghĩ. Một cách nghĩ nữa đó là ta còn có cái cho ra, nghĩa là ta còn có chút giá trị giữa cuộc đời này. Tôi nhớ có một lần đó, không phải một lần mà chắc cũng 5-3 lần, có những người họ than với tôi, nói sao có số ông nó xui chứ biết không, từ lúc ở nhà cho đến lúc đi học ở trường, rồi lấy vợ lấy chồng, rồi đi làm, mà đi đâu như cái mặt mình bộ trên trán cái chữ ngu hay sao mà cứ luôn luôn bị người ta lợi dụng, người ta cứ kiếm cái nặng người ta đẩy cho mình. Đó là cái gì ngon người ta lấy, dở đẩy cho mình, mà cái gì nặng đẩy cho mình, cái nhẹ người ta chứ. Ngay cả trong nhà mà anh chị em cũng hiếp mình, lúc đi làm ấy, ngoài công sở bạn bè cũng vậy, bạn học ngoài trường cũng vậy, làm sao cái số con xui xui là trên trái không có cái mặt, trên mặt trên trái có cái chữ ngu hay sao mà ta cứ lựa con không. Tôi nhớ tôi có trả lời thế này, tôi thành thật chia buồn và xin đồng cảm sâu sắc trước nỗi đau của đồng chí, nhưng mà tôi cũng xin chân thành nói ra một điều mà tôi rất là tâm đắc ở đây trong cái trường hợp này, đó là phúc thay, tôi mượn lời của Chúa, phúc thay cho kẻ nào còn bị lợi dụng. Là vì sao? Là vì anh còn có một chút giá trị gì đó để anh cho ra. À, anh trong mắt người khác anh còn có chỗ xài được, cho nên người ta mới lợi dụng anh. Cái chữ lợi dụng ở đây, cái chữ đó nó hơi negative, nó hơi có vẻ nó hơi tiêu cực, cái nghĩa nó hơi xấu.
chứ thật ra nó có nghĩa là người ta còn nhờ cậy anh. Còn nhờ cậy anh nha. Trong khi đó khổ nhất trên đời này là mình là một cái kẻ coi như không còn gì để người khác lợi dụng, có nghĩa là mình không còn có giá trị gì hết nha. Cho nên thay vì nghĩ mình đang bị lợi dụng thì hãy nghĩ rằng thì ra tôi còn có chỗ xài được đấy. Đó là mình có nhiều cách nghĩ lắm để mà biết chia sẻ cho người khác là vậy đó. Sống phải có chia sẻ vì cái giá trị của mình nó tùy thuộc ở chỗ mình đã có khả năng cho ra được cái gì. Còn ngày nào đó mà mình không còn khả năng cho ra nữa hả, không còn có khả năng để người khác nhờ cậy trông ngóng nữa, thì cái ngày đó mình nên mua thuốc sâu về mình uống nha. 1 lít không không đi thì nó uống 2 lít 3 lít cũng phải đi, bởi vì mình không còn gì để mà giúp đỡ người khác nữa. Thì chết đi sống làm gì, dầu cho mình nằm trên giường bệnh ha, mà mình coi như mình thảy cái trái cam qua cái giường kế bên, nó cũng là một sự chia sẻ. Mình chia cho cái người nằm kế bên chung phòng với mình một cái chai nước suối cũng là sự chia sẻ ha. Chứ đừng có nghĩ là bây giờ tôi đã vô tới đây rồi, ung thư kỳ cuối rồi, tôi không có còn cái gì để cho cuộc đời nữa hết. Sai bét, sai bét. Ung thư kỳ cuối chỉ trừ ra hôn mê, mà hãy còn tỉnh táo. Nói cái chuyện mà mình bớt rên để cho người nhà họ bớt lo đó, cũng là một cái sự chia sẻ. Biết nghĩ đến người khác. Bớt rên. Mà nói vậy thôi, chứ nhiều khi rên cũng bớt đau. Ok. Rồi tới cái thứ tư, cái thứ tư đó là quá đanh nhu. Cái quá đanh nhu ở đây nó có nghĩa là gì? Là giúp tất cả lăng chà nà thì giúp tất cả lăng chà nà thì tức là tùy tùy thời hành xử. Cái này nó quan trọng lắm. Cái tùy thời hành xử có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc nào làm việc nào. Và Tây có một câu hay lắm, Tây phương có một câu hay lắm, công việc nào nó cũng có một cái thời điểm lý tưởng cho nó. Cái câu này mình nghe nó thì nghe nó mình mới nghe qua thì nó rất quá rồi, mình ngồi ngẫm ngẫm phải câu này rất là sâu, nó cũng đáng được xem là một trong những câu thần chú. Công việc nào nó cũng có những cái thời điểm lý tưởng cho nó. Không biết các vị nghe câu để các vị hiểu không? Những câu hỏi này các vị đừng có giận nha, tại vì tôi đang giảng là tôi phải cho tôi hỏi chứ. Mà tôi nghi là tung râm này, tôi nhìn cái tình hình đó, tôi đếm tôi để ý nó có mấy mạng là ngủ là thức thôi. Còn bao nhiêu là một là họ ngủ hay là họ để cái máy rồi họ đi đâu đó. Nó lạ lắm. Có nhiều lúc tôi giảng mà tôi lạnh sinh sống rồi biết không? Tôi cảm giác giống như là tôi đang giảng trong cái phòng mà phòng ký linh đó. Nếu các vị biết phòng ký linh đó. Ký linh. Ký linh là phòng người ta gửi vong, người ta gửi cốt đó. À, chùa nào cũng có phòng mà lạnh sống thì có nhiều khi tôi ngồi tôi giảng vậy mà tôi biết tại chỗ tôi bây giờ tháng này nó bắt đầu nó mưa nó chớm lạnh, có mình trong cái gian nhà vắng mà đêm qua nó trời mưa đó, rồi nước trên mái nó nhỏ xuống từng giọt, mà trong nhà thì tôi mở cái máy sưởi yếu lắm, mở tiết kiệm điện mở nhẹ nhẹ thôi, một mình nó cái giọng nó vang vang trong nhà vắng mà không biết có ai nghe không, lủng lẳng giống nữa. Ok, thì tùy thời hành xử đây có nghĩa là việc nào trong đời này nó cũng có cái thời điểm lý tưởng cho nó đấy. Thí dụ như làm tôi kể là một câu chuyện mà tôi cho là cái chuyện buồn, nhưng mà tôi nghĩ rằng quý vị biết nó buồn thì nó không đúng, nhưng mà giờ tôi nghĩ ra chữ tôi xài đại chữ là ở Vĩnh Long tôi có quen cái gia đình đó, đức tin rất là khá, ai cũng có tin Phật tin pháp hết đúng. Nhưng mà ở nhà đó là từ lớn tới bé làm một cái chuyện mà tôi nản vô cùng. Đó là mỗi lần mà tôi về đó là họ mời tôi thuyết pháp. Là đối với tôi là một cái cực hình. Tôi từ chối tôi nói không.
con nít nó lao sao quá, để cho tụi nó đi ngủ đi, đầu hôm mà cho nên tụi nó đi ngủ hết, mà họ không chịu, họ nó không có được rồi, phải tập cho tụi nó ngồi nó nghe nhẹ, phải tập cho tụi nó ngồi nó nghe, tụi nó lăng xăng lắm, tụi thấy không, nó la nó hét vậy là phải tập cho nó ngồi nó im nó nghe. Tụi nó muốn dạy con lúc khác đi, chứ bây giờ lâu lâu tôi về một lần thì để cho tôi ngủ, còn quý vị muốn nghe pháp thì cảm ơn rước mấy ông cố bà cố vô trong buồng giùm tôi, chứ bây giờ để mấy ông cố bà cố ngồi đây tôi nói không có được nha, mà nó la nó hét như vậy mà dạy con thương, mà thương cái nỗi gì. Tôi biết trong room này có nhiều người không có đồng cảm với tôi, họ cũng cứ nghĩ là thôi kệ, cứ đem cho nó ra nó ngồi, nhưng mà tôi nghĩ lại không, mình muốn hướng dẫn Phật pháp cho nó là một cái dịp khác, còn bây giờ ngay cái lúc nó đang cơn nó phá mà, trời ơi, con nít dùng cái thứ mà con có bà Tư mà cháu có bà Tám mà trong dòng họ mà nó gặp được nhau, nó kiểu mà 3 4 tuổi nó biết cái gì mà nó rượt nhau, rồi nó cười nó la nó nói, rồi nó té nó khóc, mà cứ ngay cái lúc đó là cái lúc mà họ muốn làm. Rồi có người họ còn giảng kinh cho tôi nghe, nó nói trong 38 pháp hạnh phúc nó có câu là tiếp độ quyến thuộc nè, thì tôi nghĩ trời đất ơi, các vị nghĩ làm sao quyến thuộc cái gì, mới có 3 4 tuổi nó biết cái gì mà muốn gì đem nó vô ở trong cái chỗ gọi là tiếp độ quyến thuộc, mà chữ tiếp độ để quý vị hiểu nó là cái gì, nó phi thời. Cho nên cái người Phật tử phải nhớ rằng tùy thời hành xử là vậy đó, cái lúc cần mà yên lặng nghe pháp thì ngồi nghe pháp, lúc đang bố thí thì không có để cái gì mà nó quấy rối cái sự bố thí của mình, làm việc nào nó ra việc đó, đi hành thiền là chuyên tâm hành thiền, còn có muốn bố thí quá đó xả thiền đi, lên xin thiền sư cho con đi về để con bố thí cho nó đã nha, chứ còn mình đã ghi danh mình đang ghi danh mình tu khóa 3 ngày 5 ngày 1 tuần 3 tuần thì lúc đó mình phải chuyên tâm, chứ không thể nào mà đang mặc áo mà nhớ tới cái quần, mà đang mặc quần nhớ tới cái áo, mà đang mặc áo nhớ tới cái nón là không được nhé, nó gài lộn nút làm sao nha, cho nên cái nào nó ra cái đó tùy thời hành xử, là cho nên đập đây mới gọi là yuttaka lăng nha toa attika năng mano tăng puri tiết, tức là biết rõ lúc nào là lúc nào thì làm việc nó mới đạt tới mục đích tốt. Chứ còn mà cái việc nấu ăn cái vị biết mà, tại sao khét, tại sao cái nồi cơm bị khét, là tại vì đang nấu cơm mà lo nhớ nồi canh nha, mà nồi canh mình đang nấu canh là mình lại nhớ đến cái chuyện nồi kho, mà đang kho nhớ đó nồi canh, nước cuộc canh đó thì nó trào, nồi kho đó thì nó bị cháy, mà nồi cơm nó bị khét, cái nào ra cái đó nha. Chuyên chuyên tâm là chuyện tốt, nhưng mà mình phải thêm cái chữ tùy thời nữa. Và chưa hết, cái chữ tùy thời đây nó có nghĩa là các vị còn nhớ, các vị còn nhớ trong 38 pháp an lành đó, nó có hai cái câu gọi là tùy thời nghe pháp và tùy thời đàm luận pháp, các vị có còn nhớ hai câu đó hay không? Cái chữ kali đấy, rồi đúng rồi, kali đấy là ở trong kinh dạy chữ tùy thời, nhưng mà chữ kali đó là trong Bali nó còn, nó phải hiểu trong chỗ này nghĩa là đúng lúc. Tùy thời đây nghĩa là đúng lúc hành sự, hay là đúng lúc hành xử. Có nghĩa là có người không hiểu chứ đó, nó ủa nghe pháp mình cả có dịp ai giảng mình nghe, nhà họ cho mình nghe chứ tại sao có chữ tùy thời làm sao, thì ở trong trong chú giải giải thích tùy thời làm sao, tùy thời có nghĩa là khi có cái lòng nghi hoặc lập tức đi hỏi liền, đừng để lòng cái nghi hoặc đó nó kéo dài. Khi mà có lòng nghi ngờ thắc mắc cái gì đó mà có điều kiện lập tức đi hỏi, hoặc khi mà cái lòng của mình thấy tham nhiều quá thì nên đi nghe pháp để bớt tham, thấy sân nhiều quá thì nên nghe pháp để bớt sân, thấy nghi hoặc nhiều quá thì nên nghe pháp để bớt sân. Dĩ nhiên cái này ta đang nói là trường hợp mà có điều kiện nha, chứ còn đang làm ở sở mà đi bỏ hết chạy về đi đi hỏi đạo ngày thanh đó thì coi như là bị đuổi sở, ráng chịu nha. Nhưng mà đại khái đó là vậy đó, có nghĩa là tùy thời đây có nghĩa là lúc nào cho công việc nào, lúc nào cho công việc nào, và biết rõ rằng cái lúc đó cái việc gì nó cần kiếp nhất. Bởi vì chúng ta nên nhớ có ba trên đời này, có ba hạng người mà chết không có nhắm mắt, cái tiếng nhắm mắt đã hiểu thì nghĩa bóng, em biết cái vị hiểu hiểu nghĩa bóng không? Chết không nhắm mắt nghĩa là chết mà cái lòng nó mới yên ấy. Đó, một là mới ghi này giùm nha, cái này ghi giùm có ba hạng người chết mà cái lòng nó mới yên. Một là làm quá nhiều cái chuyện ác, hai là làm quá ít cái điều thiện,
và ba là còn quá nhiều những giấc mộng đời dang dở, tức có nghĩa là còn những chuyện chưa xong. Cái này là trong Tăng Chi bộ kinh nói nha, chứ không phải là tôi nói nha. Một là làm quá nhiều ác, thứ hai là làm quá ít thiện, thứ ba là còn những cái điều dang dở chưa xong. Thí dụ như là cái cần biết mà mình chưa có, cái mà mình muốn biết nhưng mà mình lại chưa có chưa biết, cái mà mình muốn làm nhưng mà mình chưa có làm, thì đó gọi là dang dở chưa xong đó. Đây là ba cái điều mình đã khiến cho mình coi như là chết không có yên yên lòng ra đi. Cho nên cái chữ kalena là phải hiểu như vậy đó, có nghĩa là trong đời sống mình nó quá ngắn ngủi thì mình phải tùy lúc mà hành động, để mà khi mà ra đi lòng nó không có còn tiếc nuối nữa. Không biết các vị có nghe cái chữ núi không, núi mà có chữ ô, núi mà không có ô là ngọn núi, còn núi mà có ô là khó hiểu đó mà, à, phải khó hiểu mà là khó định nghĩa núi. Các bạn bảo muốn đi, đúng là bà đi đã kiệt sức thì hôm qua rồi, nhưng mà tại vì bà núi mấy đứa con, bà chưa có gặp được thằng 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 Út á, cho nên bà cứ ngáp ngáp bà không chịu đi, bà còn núi, bà còn núi là vậy đó. Đúng rồi, thì như vậy đó, thì mình coi như là mình sống sao mà để mà mất mình đi mình đừng có núi nữa. Thì mà muốn làm được cái đó là mình phải nhớ cái câu thứ tư gọi là ca ca li nát, cái chữ tùy thời tùy lúc, hoặc là chữ dứt tắc, dứt tắc ca lát, dứt tắc ca lát có nghĩa là biết rõ cái thời điểm nào cần thiết phải làm chuyện gì, thì nhờ vậy đó thì mình mới làm được nhiều việc. À, nói tới đây tôi muốn gửi đến các vị một câu chuyện để kết thúc cái bài kinh này qua bài kinh khác. Đó là bài kinh này, cái câu chuyện này rất là quan trọng nha. Đó là một ngày kia có một cái ông, ngày kia trong một lớp học đó, ông giáo sư ông đem vô trong lớp đó, một cái lọ tức là cái lọ là cái gì ta, cái lọ thủy tinh đó. Ok, nói đại quý vị hiểu hiểu kệ quý vị ha. Ở đây cái lọ thủy tinh, đúng, ở đây một cái lọ thủy tinh, rồi một hộp đựng cát, những cái hộp cát á, cát từ thủy tinh, rồi thì mấy hòn sỏi, rồi thì mấy cái dăm gỗ vụn, cái dăm gỗ vụn. Ông xách trong một cái rổ và ông đưa cho học trò, học trò nó ngạc nhiên lắm, biết mai sau thầy muốn nói chứng đem vô làm gì cũng hỏi gì chứ. Bây giờ nè, thầy muốn tống hết mấy cái dăm gỗ rồi cát rồi hòn sỏi này nào vào trong cái bình này, mấy em có thể giúp thầy được không? Tại nay thầy muốn chưng hoa đó mà chưng hoa nghệ thuật, có nghĩa là cái bình hoa mà sau cái buổi giảng này bà con về làm thử đẹp lắm, đẹp lắm, tức là sỏi nè, cát là như cây khô, như mấy cái dăm gỗ mà gỗ khô cho nó vô trong cái bình đó, thì ở bên trên mình cắm hoa nó đẹp lắm. Bữa nay thầy muốn chưng bông, chưng hoa, nhưng mà bây giờ mấy em nào khéo tay giúp giùm thầy thì cái này được không? Các vị có tưởng tượng không? Vậy mà học trò nó làm không được, nó bỏ vô đó, nó thầy ơi vô không hết, tại vì thầy đưa tụi em là có sỏi nè, có cát nè, có mấy cái miếng gỗ vụn nè, rồi đá cuội nè, tụi em nhét vô không hết. Các vị tưởng tượng, các vị có nghe tôi nói kịp không? Đúng. Cảm ơn. Đúng, cái đó nó nghe như vậy chứ không phải dễ bỏ nha. Dạ đúng, cái đó phải dễ bỏ rồi các vị làm thử đi, tức là mấy cái này nè, cát nè, rồi đá cuội nè, rồi gỗ vụn nè, mấy nhánh khô, mà mấy cái này mà không biết cách á là bỏ vô không hết. Là tại sao? Là bởi vì nó biết cái nào bỏ vô trước, cái nào bỏ vô sau thì tự nhiên nó chứa hết. Cũng vậy, có 100 việc phải làm trong đời của mình mà mình biết lúc nào cho việc nào nha. Ví dụ như việc, các vị tưởng tượng đi, bây giờ mình cho cát rồi cái gì nữa, cho sỏi vô, là coi như đừng hòng mà mấy cái dăm gỗ vụn đó mà nó vô được. Tôi hứa với các vị như vậy, làm thử đi, nếu mà cát vô trước á, là không cách nào hết,
mà phải cho mấy cái cho mấy nhánh khô nó vô trước, xong rồi mình mới đem mấy cái kia vô, nó cho cát cái cho đá cuội vô nha, cái đó quan trọng lắm. À, thì ở đây cũng vậy đó, cái chuyện đó mà nghe nên tưởng là câu chuyện rùi bu, tại sao có chuyện rùi như vậy mà tôi dám nói là câu chuyện này rất là hay. Hay chứ sao không hay, nó hay ở hai hai chuyện. Thứ nhất là mình cứ tưởng chuyện đó mình làm được nhưng mà không. Thứ hai nữa, cái hay thứ hai của nó đó là cái hay thứ nhất là nó gửi cho mình một cái bài học lớn trong đời sống. Cái hay thứ hai nó là sau bài buổi giảng này tôi đi làm thử thì những ai mà khéo tay chích một bình hoa rất là đẹp, một bình hoa mà chỉ toàn là những thứ đó thôi. Rồi mình xong cái phần còn lại đó mình mới để nước vô, để nước là mình ghim mấy cái nhánh hoa cho nó đẹp lắm. Chẳng hạn như cách đây cũng mấy tháng ngày trước tôi có đốn mấy cái thông sau nhà đấy, thông sau nhà tôi có 4 5 loại thì trong đó không có một cái loại cây thông là cả lạ đó, là tôi đốn tôi cắt kêu người ta cắt khúc ra xong 3 4 ngày tôi nhìn lên thấy nó lá nó vẫn còn tươi, tôi mình thấy cái dáng của nó đẹp, nó chỉ là một khúc gỗ mà dáng nó đẹp quá. Tôi đem tôi ngâm nước rồi tôi quên, tôi đi về Việt Nam rồi tôi trở qua Mỹ tổng cộng thời gian đó là 3 tháng. Sáng hôm qua tôi chực nhớ lại tôi mới đem nó vô, tôi bỏ vô trong cái chậu, tôi chế nước vô, tôi lượm mấy cái hòn đá mà có rêu ở ngoài núi tôi lượm vô, nó đẹp kinh hoàng, đẹp dễ sợ, chỉ cần đặt đúng chỗ thôi, đặt đúng chỗ thôi. Cái chuyện rùi bu tại sao tôi khoe ở đây, tôi muốn nói là nó đúng chỗ, tôi muốn nói đến chuyện đúng chỗ. Áo quần đẹp làm sao, cái sự chuyện mà nó đắt tiền, cái chuyện mà nó bằng cái chất liệu vải tốt, theo tôi chưa chắc đã làm nên cái đẹp cho cái áo. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên là gì, là sự vừa vặn. Mà vừa vặn là gì, định nghĩa theo cái kiểu của tôi quý vị chịu không nổi, nhưng mà về suy nghĩ kỹ thì có đúng. Vừa vặn là gì, vừa vặn là đúng chỗ, tức là cái nào nó nằm đúng cái chỗ của cái đó. Và có cái câu nói của ông Rodin là nhà điêu khắc từ Pháp, mà tôi nói là 1.000 lần mà trong đêm còn nhớ không, cái bí quyết mà để điêu khắc của ông là gì, trong đêm còn nhớ không? Tôi làm sao mà tôi giảng mà tôi không sợ ma được, nó lạnh xương sống. Tôi đang giảng trong cái phòng giông mà. Cái vị còn nhớ ông tôi đang nói cái gì không? Có người đến hỏi ông cái bí quyết điêu khắc, ông nói thế này: tôi đem về một khúc gỗ, một hòn đá, bỏ đi những thứ thừa, và cái còn lại chính là bức tượng. Cái câu đó rất là sâu, sâu ghê lắm. Tôi đem về một hòn đá, một khúc gỗ, rồi thì tôi bỏ đi những chỗ thừa, thế là tôi còn lại, cái còn lại chính là tác phẩm của tôi. Chỉ vậy thôi, đem về một hòn đá và một khúc gỗ rồi bỏ đi những chỗ thừa, đời sống này là như vậy đó. Bỏ đi những chỗ thừa, bỏ đi những chỗ thừa thì tự nhiên mình có một đời sống đẹp. Mà tu hành là gì, tu hành là một quá trình điêu khắc chứ không có gì hết, một quá trình điêu khắc nội tâm, một quá trình điêu khắc đời sống, là bỏ đi những cái thừa, bỏ đi những cái không cần thiết, không có tiếp tục những suy nghĩ tào lao nữa, không tiếp tục nói những điều tào lao nữa, không tiếp tục làm những chuyện tào lao nữa, thì tự nhiên cái còn lại là cái đẹp thôi. Và Voltaire của Pháp cũng có câu hay lắm: ông nói rằng khi không có gì để nói người ta sẽ nói bậy, khi không có chuyện gì để làm người ta sẽ làm chuyện tầm bậy. Cái câu rất là hay: khi không còn chuyện gì để nói người ta sẽ nói bậy. Cho nên cái chuyện này trong đời sống bỏ bớt đời sống mình là một sự gạn lọc, là một cái sự trường chọn lựa. Chỉ vậy thôi. Nhớ hai câu này: câu thứ nhất là khi không còn gì để làm mà ta sẽ làm bậy, đó là cái câu quan trọng. Và cái câu thứ hai nữa là đời sống này nó là một cái chuyện, nó là một quá trình điêu khắc của tác phẩm. Nó là cái quá trình điêu khắc tác phẩm, có nghĩa là nếu đời sống này mà mình không có sự lựa chọn đó thì mình cái mình còn lên mình sống toàn như tào lao không. Cho nên cái tùy thời hành động đây có nghĩa là mình biết trân quý thời gian, biết lúc nào là lên làm cái gì cần giữ và cái gì cần bỏ. Ok, vì bài kinh này phải được hiểu như vậy đó. Bài kinh này thì cái Đức Phật giải rằng giữa một cuộc sống nó có quá nhiều cái điều sợ hãi. Thì người cư sĩ mà nếu mà sống đúng như những 4 cái pháp này nè,
thì cái chuyện đời sau kiếp khác nếu có cũng không có gì để cho mình phải sợ hãi. Và trước mặt thì cái đời sống hiện tại nó cũng không phải là cái gì để cho mình sợ hãi. Người sống mà có được bốn cái này, thứ nhất đó là có niềm tin, trời có sập xuống thì tôi vẫn là một người cư sĩ hành thiện. Thứ hai là luôn luôn sống bằng cái một trái tim vị tha. Tôi nói 1 tỷ lần, biết biết quý vị còn nhớ không, tại sao mình sợ chết? Tại vì mình nghĩ về mình nhiều quá. Chứ nếu mình bớt nghĩ về mình ý, thì cái lòng sợ chết sẽ ít đi. Bằng chứng là những bà mẹ khi mà bảo vệ, để bảo vệ cho con trước một cái sự nguy hiểm đó, thì bà mẹ lúc đó không còn nghĩ đến cái sự an nguy của mình nữa, mà lúc chỉ tập trung vào cho con thôi. Các vị có biết chuyện đó không? Có biết chuyện đó không? Vì thương con quá cho nên mẹ không còn nghĩ tới mình nữa, mẹ nghĩ đến con thôi. Bồ Tát cũng vậy. Khi mà mình tu Ba La Mật đến một cái mức độ nào đó thì cái chuyện mà người ta ghét mình, cái chuyện mà người ta hại mình, nó không đủ để làm cho mình sợ, không đủ để làm cho mình nổi giận nữa. Tại vì lúc bây giờ mình nhìn chúng sinh bằng cái tâm hồn của một người mẹ rồi. Và chỉ có người như vậy đó thì họ mới có khả năng thành Phật nha. Tại sao chúng ta không tin Phật? Là bởi vì có những cái chuyện rất là nhẹ nhàng ở ngài mà mình không biết. Thí dụ như cái lòng từ, ngài thương chúng sinh mà mình đâu có được thương được chúng sinh khác như là ngài. Ngay khi ngài chưa thành Phật á, là ngài đã thương chúng sinh khác như là mẹ thương con rồi. Dễ sợ như vậy, dễ sợ như vậy, đáng nể như vậy nha. Mà khi mà mình được cái đại bi thì tự nhiên phải được cái đại dũng, mà đại bi đại dũng thì không thể nào thiếu cái đại trí được. Phải có cái đại trí nó mới có cái đại bi, rồi từ đó mới có cái đại dũng nha. Mà ba cái này nó nuôi lẫn nhau, đại bi đại trí đại dũng là vậy đó. Khi mà có được cái hiểu rồi thì tự nhiên sẽ thương, mà thương rồi thì không có sợ. Cho nên một cái bí quyết quan trọng để không có sợ chết đó là đừng coi nặng mình nữa, đừng coi nặng mình nữa nha, đừng có coi nhiều coi nặng mình nữa. Và kể từ sáng nay hãy thực tập một cái pháp môn mà tôi đã đề nghị với các vị 300.000 lần mà trong rừng này làm sao còn nhớ, đó là hãy thử tu tập cái pháp môn quan sát mình như đang nhìn người khác. Biết cái, không biết cái câu này các vị còn nhớ không? Tôi có nói cái gì này các vị còn nhớ không? Hãy quan sát mình như đang nhìn người khác. Nó hay lắm quý vị ơi, nó hay dữ lắm. Thử đi. Tại vì nó khổ, tại quý vị là những người cư sĩ ha. Các vị còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái thì thôi tôi không. Nhưng mà thử đi, có dịp ráng thử, thử dành 1 ngày. Quỳ lại từng người gia đình, nó nói cho tôi xin 1 ngày, đừng có làm phiền tôi nha. Một là để gỡ trong cái nhà này, hai nó tôi sẽ đi tìm một chỗ khác. Mình lại họ cũng được, nó quỳ lại cũng được, miễn sao họ cho mình thử 1 ngày thôi, đừng làm phiền mình. Hãy đến một chỗ thanh vắng, dài nó lên chùa, núi nào đó thử 1 ngày đi. Mình nhìn mình á, như là nhìn một người khác, nó lạ lắm quý vị. Cái cảm giác của nó lạ lắm, thử đi. Mà cái thê thảm nhất đó là nghe pháp thấy cái đó nó cần, mà cứ tới ngày cứ là tự viện lý do tôi còn phải lo cho con, tôi còn phải lo cho chồng, tôi còn phải lo cho cha mẹ, rồi tôi không có thực hành được cái đó. Sao tôi nhìn những người đó tôi có cảm giác họ chỉ là con người có một nửa thôi. Hôm đó tôi chửi nó nặng quá, tôi nó nói khéo thôi nha. Mình thấy cái người mà họ diễn kế đó, tôi nhìn họ giống như nhìn một nửa con người, còn một nửa kia là cái gì. Tại sao mà mình không cứ biết nghĩ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào, là lỡ mình lăn đùng rồi mình chết thì mấy cái người đó ai lo hả? Cái chuyện như vậy mình cũng nghĩ không ra. Mình cứ xách vợ xách con xách chồng xách cha xách mẹ ra để mà mình biện hộ, nhưng mình nghĩ rằng bây giờ mình lăn đùng ra thì ai lo cho họ đây? Thì tại sao mình ngay lúc này mình biết Phật pháp, mình có được thân người mà mình không biết dành một chút thời gian cho mình là sao? Cái đó do cái nghiệp vô minh nó khiến cho mình có những suy nghĩ ngu như vậy nha. Cái đó mình phải nhìn nhận cái đó có. Nó giống như có những người họ thích tự tử một cách lạ lùng lắm. Tôi biết ở Mỹ Tho có những cái ông tự tử 7 lần tất cả. Cứ là treo cổ rồi rờ dây điện rồi nhảy lầu uống thuốc độc cắt gân tay cắt gân chân rồi uống thuốc bổ uống thuốc sâu mà đủ thứ ông làm đủ cách mà 7 lần như vậy, cuối cùng thì chàng đã thành công chết được. Nó lạ lắm, chính cái nghiệp nó khiến mình có những suy nghĩ rất là kỳ đó, rất là kỳ. Ở Vĩnh Long ngày xưa tôi có biết một cô Phật tử, bây giờ cô chết rồi mà cô thương con một cách lạ lùng, cô thương một cách cô chiều con
đúng là lẽ ra hồi nhỏ cô biết cô phải dạy cho nó, cô không dạy cô chỉ sợ con buồn, cô chỉ vì sợ con buồn chứ có nhiều điều cô không nói, rồi cuối cùng cô chết là vì con nó đánh, con nó về nó khảo tiền, con nó đánh cô chết. Mà đôi khi dĩ nhiên thì cha mẹ sanh con đời sanh tánh, sanh con ai sanh lòng, nhưng mà có điều mình cũng phải có niềm tin là mình phải biết dạy con từ nhỏ những cái khái niệm về tiền bạc, những khái niệm về hiếu nghĩa, những khái niệm về về làm cái đạo là người phải dạy chứ. Và bên Tây tôi cũng có gặp được, tôi cũng có gặp được một hai gia đình giống như vậy tại thụy sĩ này, họ thương con, họ có một lý luận tôi không thể nào tôi chịu nổi. Tôi hỏi tại sao cái đó không nhắc nó, nó sợ nó buồn. Tôi hỏi các vị nghĩ sao vậy, hôm nay sợ con buồn rồi mai này cả thiên hạ sẽ đày đọa nó, sẽ chối từ, sẽ quay lưng, sẽ ngoảnh mặt với nó vì những tánh xấu đó, các vị có đành lòng không? Hôm nay chỉ vì sợ con buồn mà không dám nhắc con, làm sao cái nghiệp nó khiến cho ba má có cách nghĩ như vậy đó, kỳ lạ. Hỏi tại sao không nhắc nó, nó sợ nó buồn. Cho nó trời đất ơi, cái buồn mà nó từ cái lời nhắc nhở của cha mẹ nếu có, nó chỉ là một phần tỷ so với cái buồn mà thiên hạ đem lại cho mình mai này khi mà mình đi vào đời mà thiếu hành trang sống nha. Bộ các vị còn bé đến mức vị không hiểu được điều đó, sao nó chả biết chứ, biết nhưng mà nó đành lòng chứ, nó buồn, nó khiến cái nghiệp nó khiến mình có những suy nghĩ ngu như vậy đó. Dạ ngu như vậy đó, coi như là ma đưa lối, quỷ đưa đường, cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi là chỗ đó đó. Ok rồi, xong số bài kinh này rồi, các vị làm ơn, tôi muốn nói nữa nhưng mà đủ rồi, bây giờ cho trên bài kinh khác rồi, bài kinh không già. Ừ, cho xin chú giải nhé, cho xin chú giải, cho xin chú giải, cho xin chú giải. Bài kinh này nó dài lắm, bài kinh này tôi giảng ngắn thôi, kinh này giảng ngắn, bài kinh này giảng ngắn thôi, mệt. Bài kinh này tự quý vị hiểu được, bài kinh này tự hiểu được. Nó có cái này là cái phần mà mình tán ra đó, cái phần đó nó mất thời gian, chứ còn mà nếu mà giảng y chú giải đó thì bị thấy không? Y chú giải nó có nhiều đó thôi. Mà tại sao tôi phải tán là bởi vì có nhiều cái đó quý vị thiếu, phải nhìn nhận có nhiều cái quý vị thiếu. Như cũng bài kinh này một người mà biết biết nhiều những bài kinh khác á, họ nhìn bài kinh này họ có cái nhận thức khác, còn mình không biết cái gì hết thì mình nhìn bài kinh mình nếu mình cứ dựa chú giải thì mình nghĩ nó khác. Đó là lý do tại sao tôi phải tán nó ra, chứ tôi cũng không mập béo gì hết, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mình chỉ nhìn chú giải câu thì quý vị hiểu bài kinh này nó nghèo lắm. Mà với cái thứ hai nữa, mình nếu mà mình chỉ hiểu như vậy đó thì cái lợi ích ít hơn. Ai già ai không già, thế nào gọi phi đạo? Rồi cho thêm, cho thêm, cho thêm nữa, cho thêm nữa bữa. Tại sao cái câu trả lời của Đức Phật ở đâu? Chỉ có Pali, có chỉ có cái Pali của câu hỏi mà không có Pali của câu trả lời, làm sao? Chết rồi. Alo, các vị có ghê không? Bây giờ tôi đọc các vị ghi giùm tôi nha, tôi đọc rồi các vị ghi giùm tôi nha. Alo, tại vì cái máy tôi nó chạy đấy. Alo, các vị còn nghe không? Bây giờ tôi đọc các vị ghi giùm nha. Dạ rồi. Thứ nhất là lười biếng,
Rồi thứ hai đó là dễ ngươi. Xin lỗi, cái thứ nhất là thụ động, cái thứ nhất là thụ động, rồi cái thứ hai đó là dễ ngươi. Thụ động thứ nhất là thụ động, thứ hai là dễ ngươi, thứ ba đó là không có tinh tấn, thứ tư đó là không có giới hạn, cái thứ năm đó là thích ngủ nghỉ. Thì cái thứ sáu đó là đa viết cho tôi chữ Bali nha, chứ tôi phải đi dò lên đó tôi không thấy đường nha. À, có lẽ có nhiều người họ nghe giảng này họ khó chịu ở chỗ tại vì tôi vừa giảng mà tôi phải ngưng lại quá lâu á. À, một có là A La Siyang, thứ hai là Pa Ma Đá, cái thứ ba là Anuttha Na. Đem này luôn. Rồi, xong. Đó. Rồi rồi bây giờ tôi bắt đầu tôi giảng, đừng có boss nữa. Rồi được rồi, cái bài kể này nó do một vị trời hỏi Đức Phật là trên đời này thấy cái gì không có già, vật gì trước ngày pháp, vật gì đêm ngày diệt, vật gì uế phạm hạnh, vật gì tắm không nước, đời bao nhiêu lỗ trống, trên ấy tâm không trú. Đó là bài kệ kệ hỏi như vậy. Bây giờ đó là chánh kinh ngày Minh Châu mình dịch, còn bây giờ mình diễn dịch theo với cái văn xuôi cho nó dễ ha. Tức là trên đời này đó cái gì cũng có lúc già có lúc cũ hết á, nhưng mà có cái nào nó không bị già không bị cũ hay không? Tôi nhắc lại, trên đời này cái gì cũng có lúc bị già bị cũ hết, nhưng mà có cái nào không già không cũ hay không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thế nào là phi đạo, nghĩa là sao? Có nghĩa là trên đời này nó đường đời muôn vạn lối, không, đường đời muôn vạn lối, có nhiều cách để mình làm giàu và cũng có nhiều cách để mình trở nên nghèo đói, có nhiều cách để cho mình trở nên nổi tiếng, có nhiều cách giúp cho mình trở nên tai tiếng, có nhiều con đường để cho mình được hạnh phúc, nhưng cũng có nhiều con đường, có nhiều kiểu sống làm cho mình bị đau khổ nha. Thì xin hỏi gọn lại đó, trong tất cả những con đường đó, nếu nói gọn lại đó, thì cái con đường nào được xem là cái con đường bậy bạ nhất mà mình phải tránh? Cái tiếp theo là cái gì đó mà cái trong đời nó có muôn ngàn kỳ chông gai, muôn ngàn cái trở ngại, nhưng cái trở ngại nào đáng sợ nhất trên đời này? Cái gì mà nó ngăn trở về đời sống tinh thần, đời sống vật chất nói chung, cái gì nó ngăn trở cho mình đời này và kiếp khác, cái nào mà ghê gớm nhất, cái gì mà nó làm cho mọi thứ không còn được trôi chảy lưu thông nữa, cái gì và cái gì mà nó làm cho cái đời sống mình ngày một ngắn hơn? Đây là vật gì đêm ngày diệt đó, đây mình hiểu là cái gì đó đời, cái gì nó làm cho đời sống mình ngày một ngắn hơn. Rồi cái câu tiếp theo nữa đó là cái đời sống hoàn hạnh đó,
đại kỵ cái gì, tối kỵ cái gì. Rồi cái câu tiếp theo đó là tắm này phải cần nước, nhưng có cách nào tắm không cần nước không? Là có cách nào làm sạch không cần nước? Và đời có bao nhiêu cái khuyết điểm trong đời sống của mỗi người, có bao nhiêu cái điều khiếm khuyết, có bao nhiêu cái khuyết điểm mà mình cần phải khắc phục. Chỉ khuyết ở đây chỉ khiếm khuyết cái này, chỉ khuyết này là các người biết khiếm khuyết này là ngầm châu dịch là chỗ trống, là cái lỗ trống. Nhưng mà cái chữ Siddha được mình lý, nó còn có nghĩa nữa là khuyết điểm, là cái điều khiếm khuyết trong đời sống, điều thiếu sót. Thì cái câu kệ này nếu mà mình chỉ nhìn trong chính kinh thì đọc nó hơi khô ha. Bây giờ bắt đầu đi giải thích này. Mọi tất cả cái gì trên đời này hãy có hành thức, cái gì trên đời này mà hãy có hành thức thì chắc chắn là nó phải có lúc nó cũ cũ, nó bị cũ kỹ, nó bị già cỗi. Cái gì trên đời này mà nó có cái hành thức thì chắc chắn nó bị cũ kỹ, nó bị già cỗi, chắc chắn là chỉ nó có. Nhưng mà cái tên gọi, cái danh xưng thì không, cái tên nó có cũ, người ta không nhắc đến nó nữa thì thôi. Một là nó nổi như cồn, ở đâu người ta cũng biết, ở đâu người ta cũng nghe. Hai là người ta không nhắc đến nó nữa, chứ cái tên nó không bao giờ cũ, nó không bao giờ bị trầy xước, bị héo úa như là một món đồ hay là một đóa hoa nha. Không có. À, cái danh xưng thì không. Thí dụ như bây giờ mình thấy là bao nhiêu thời gian đã trôi qua mà khi Đức Phật thì nhắc lại là bốn A Tăng kỳ về trước có Đức Phật Nhiên Đăng, 20 A Tăng kỳ về trước thì có Đức Phật Tăng Thân Garu, thì khi mà ngài nhắc tới thì tất cả mọi thứ trở lại như cũ, vẫn mới toàn. Nhưng mà cái Đức Phật mà lâu nhất mà mình được biết đó là Đức Phật Tăng Thân Garu, cách đây là 20 A Tăng kỳ, 100.000 đại kiếp về trước có một vị Phật tên như vậy, tên là Tăng Thân Garu. Chỉ nó đã qua, đã xưa, đã lâu lắm, mà khi Đức Phật mình ngài nhắc lại đó thì mọi sự thứ mới như cũ. Cái đó là lý do tại sao mà ngài nói là cái tên gọi đó nó không có cũ được vậy đó. Và từ chỗ này nè, nó dẫn ra cho mình một cái gợi ý khác ở trong đời sống rất là quan trọng. Có nghĩa là mình muốn trường sanh bất lão đó, mà mình làm lăng làm mộ nó không bằng mình làm cách nào để lưu danh thiên cổ. Cái bài kệ này nó còn có gợi cho mình gợi ý rất là lớn đó. Tức là mình chỉ biết lo tiền, lo bạc, lo nhà, lo cửa, lo lăng, lo mộ, lo mồ, lo mã. À, nhưng mà cuối cùng đó, mình nghĩ ở trong rừng này, nếu mà quý vị là trên 18 tuổi có chút ăn học, các vị để ý coi, ở tại Việt Nam chứ đừng có nói bên Tàu bên Nhật gì cho nó mệt lắm, ở tại Việt Nam có cái lăng mộ nào, có cái mồ mả nào mà qua bốn thế hệ mà vẫn còn được người sau họ chăm sóc, có hay không? Chắc chắn là có, nhưng mà tôi phải nói thêm là rất hiếm, cực hiếm. Để chăm sóc là tại vì một lý do rất là đơn giản, tại vì họ gia đình họ có tiền, vì mặt mũi. Chứ còn những người mà hôm nay nè mà họ chăm sóc cái người nằm dưới mộ mà cách họ đã bốn thế hệ rồi thì họ còn tình cảm gì nữa, thưa quý vị? Mai là người trong dòng họ bà con với nhau đó nha, mà qua bốn thế hệ thì còn nhớ gì nữa. Ví dụ như bây giờ là ông nội mình đến ba mình, đến cha mình, rồi đến đến mình là ba đời á, rồi đến đời con của mình là bốn đời. Thì khi mà nó con của mình mà nó đứng trước một cái đám mộ mà nó kêu là ông cố bà cố thì nó còn tình cảm gì nữa, bắt đầu nó phai rồi. Nếu mà nó nghèo thì sẵn sàng nó bán đất bán mồ nó ăn, còn nếu mà nó giàu mà nó có thể nó bỏ xứ nó đi được, nó đi ra nước ngoài nó định cư thì mấy cái đám mộ này coi như xong. Nó nhiều lắm nó chỉ bận tâm đến cái ba má của nó thôi, nhiều lắm nó có thêm được cái ông nội bà ngoại đó là xong, chỉ còn hơn nữa lên tới cố lên tới sơ là cái như nó không hết tình nha. Cho nên đó, hãy nhớ rằng muốn lưu danh, muốn muốn được trường tồn trường tại cùng trời đất trăng sao thì phải để lại cái tiếng. Chứ còn mà
tất cả những cái thứ mà sắc tài tình danh lợi, bao nhiêu thứ tượng đài, bao nhiêu thứ mồ mả lăng mộ, những cái đó là những cái rất là trẻ con, rất là phù phiếm nha. Hôm nay tôi không phải là người Tàu, tôi là một người Việt Nam, tôi cũng có nhiều thành kiến với người Trung Quốc ấy, vậy mà đối với ông Tôn Dịch Tiên tôi vẫn một lòng kính ngưỡng. Hôm nay tôi về Nam Kinh, tôi đứng trước lăng mộ của ông là một người Thiên Chúa giáo đúng, nhưng mà tôi vẫn một đối với ông tôi vẫn một lòng tôn tôn trọng quý mến, là bởi vì ông là một người phải nói là không danh không lợi và chỉ biết lo cho dân tộc, lo cho đất nước. Tôn Dịch Tiên còn có thể gọi là bên Tàu mới kêu họ ổng là cha già dân tộc đó, đúng. Ổng là một của thánh nhân đi của Ấn Độ là hai, rất là xứng đáng. Còn hai người nữa cũng có công với đất nước mà tôi không có trọng bằng, đó là ông Nasser của Ai Cập, cha đẻ của kinh đào Suez, và ông Lý Quang Diệu của Singapore, hoặc là ông Washington của Mỹ, hoặc là ông Charles de Gaulle của Pháp. Thì đó là những cái người mà tôi nghĩ rằng họ không cần tượng đài nào hết, không cần tượng đài, không cần lăng mộ, không cần ướp xác, mà đời đời hễ dân tộc đó còn, cái đất nước đó còn, thì cái công ơn cái tên tuổi của họ vẫn còn đó. Cho nên bài kệ này nếu mình chỉ đọc phớt qua thế không có gì hết, nhưng nó sâu ở chỗ đó đó, tức là tất cả cái gì nó thuộc về hình danh sắc tướng, nó đều mong manh phù du sương khói ngắn hạn, chỉ có cái tiếng đời nó mới còn lại hoài. Nghĩa là trăm năm nữa, ngàn năm nữa, người ta vẫn còn nhắc cái đó. Nhà tôi có nói Đức Phật Thanh Hằng Garo cách mình đã 20 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp rồi, mà khi cần nhắc lại thì vẫn mới tinh khôi như thuở nào vậy thôi. Các vị còn nghe không? Chết rồi, hết nghe rồi. Nãy giờ tôi giảng, tôi. Ok, tôi nhắm mắt. Cho nên là nhớ cái đó, bài kinh nó sâu sâu chỗ đó, đó. Có nghĩa là phải làm sao mà để người ta mỗi lần người ta nhắc tới mình, người ta thấy mình còn sờ sờ trước mặt. Chẳng hạn như các vị biết hôm nay mà tôi cầm trên tay quyển Đạo Đức Kinh của Lão Tử, là Nam Hoa Kinh của Trang Tử, hay là cái quyển mà Liệt Tử Dương Tử, bốn 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 bốn, bốn nhân vật đó. Liệt Tử Dương Tử Trang Tử với Lão Tử, tuy họ là người Tàu, tuy họ không phải là Phật giáo, nhưng mà đặc biệt là đối với người Trung Quốc, đối với tôi mà nói thì đây là những cái tên tuổi mà tôi rất là muốn nhắc tới. Vì sao? Là bởi vì họ có những đóng góp rất là lớn trong cái vấn đề suy tư của tôi, rồi của nhiều người Tàu, nhiều người trên thế giới này. Nếu mà mình cũng không có thời giờ đọc kinh Phật thì thôi, nhưng mà nếu mà quý vị có chút thời giờ đọc về chiếc Tàu á, thì tôi đề nghị quý vị nên đọc Nam Hoa Kinh của Trang Tử, rất là gần với Phật giáo, Đạo Đức Kinh của Lão Tử, và Nguyễn Âu và Dương Tử Liệt Tử của mà Nguyễn Lê, ông cụ Nguyễn Lê cụ có dịch đó. Đó là những bộ sách mà đặc biệt tôi rất là trân 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 quý. Mà tại sao tôi nhắc lại nó đây, tôi nhắc đến tôi muốn nói rằng là cái gì cũng phù du, chỉ có những giá trị tinh thần mới thực sự tồn tại. Tôi không thích Trung Quốc, vậy mà tôi rất trân quý những quyển sách đó, bởi vì những quyển sách đó nó có nội dung tinh thần, nó có giá trị tâm linh. Ok, rồi vậy là đã giảng xong hai 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 câu đầu tiên rồi đó, cái gì già và cái gì không già nha. Bây giờ tiếp theo là cái gì? Rồi, tham dục gọi phi đạo, cái chữ ấp bất thác nghĩa là sai đường, có nghĩa là sao? À, cái đại phần này đã giải thích ở một bài kinh trước đây rồi, ai cũng ham sướng sợ khổ hết nha, ai cũng muốn ham sướng sợ khổ hết, nhưng mà phải nói rằng thì là hễ còn có ham sướng sợ khổ thì còn luân hồi, còn luân hồi, mà hễ còn luân hồi thì coi như là cái khả năng sa đọa là cái chắc 200%, chứ không phải 100% mà là 200 luôn nha. Hễ còn tham ái thì còn luân hồi, mà hễ còn luân hồi thì càng sa đọa, thì còn sa đọa, mà hễ còn luân hồi thì cái chúng ta biết rồi, cái cơ hội sa đọa lúc nào nó cũng nhiều hơn cái cơ hội sinh thiên 2.000 tỷ lần. Thì biết tôi nói này các vị, thì có nhiều người nghĩ là tôi cương điệu, nhưng mà không tin, lên hỏi mấy vị nào mấy vị tin đó, mấy vị trưởng lão là vị tin đó. Các vị nhớ vụ con rùa mù không?
Các vị còn nhớ cái ví dụ con rùa mù hay không? Rồi quên sạch. Cái con rùa mù mà coi như là 100 năm mà nó trồi đầu lên mặt biển một lần, và trên trên mặt biển có một cái tấm ván, có cái lỗ nhỏ vừa vặn với cái đầu con rùa, và bằng vào một cái sự ngẫu nhiên nào đó mà con rùa nó thọt cái đầu vô đúng cái lỗ đó đó, thì đây là cả một cái sự việc hãn hữu ly kỳ, khó như thế nào. Thì cái chuyện mà mình có được thân người nó cũng khó như vậy, dễ sợ. Các vị tưởng tượng cái số lượng con người trên hành tinh này, đồng ý đất ông thì 7 tỷ, nhưng mà so với các loài động vật khác mà mình đếm không được thì 7 tỷ nó là số còn có bao nhiêu hết. Thứ hai, mang tiếng là người nhưng mà biết suy tư, biết phân biệt thiện ác, ha, biết sống vì người khác thì được bao nhiêu trong số 7 tỷ đó, ha? Được bao nhiêu? Cho nên cuối cùng rồi nó làm người thì cái đáng mặt người đó thì không còn là bao nhiêu hết, ha. Cho nên hễ mà còn sa tử luân hồi đó thì còn sa đọa, mà cơ hội sa đọa thì lúc nào cũng rất lớn. Từ đó suy ra tha mạng chính là con đường lầm lạc, chỉ vậy thôi. Không biết tôi nói với các vị nghe kịp không? Còn tham dục là còn luân hồi, mà còn luân hồi thì còn sa đọa, mà sa đọa cái cơ hội sa đọa luôn lớn hơn cái cơ hội sinh thiên. Như vậy thì cái con đường nào mà dẫn đến sa đọa, con đường đó gọi là phi đạo, là vậy đó. Phi đạo ở đây không phải là đường băng ở ngoài phi trường, mà phi đạo đây có nghĩa là con đường sai, xe lầm nha. Rồi cái điều tiếp theo đó là tham ái, là chướng ngại pháp làm sao cũng vậy. Chính vì tham ái nhiều quá cho nên cái con đường sanh thiên và cái con đường giải thoát của mình nó bị cản trở rất là nhiều. Đồng ý, mình muốn sanh về trời thì cái muốn đó đã là tham, đúng. Nhưng mà trong lúc mình muốn về trời mình phải hành làm thiện chứ, phải không? Mà khi hành thiện là mình phải có lòng buông bỏ, muốn giữ giới phải có lòng buông bỏ, muốn bố thí phải có lòng buông bỏ, muốn hành thiền phải có lòng buông bỏ nha. Mà khi mà mình không có lòng buông bỏ thì làm sao mà mình có thể bố thí trì giới hành thiền được. Cho nên đó là lý do tại sao nó tham ái là chướng ngại pháp là như vậy đó. Tôi nhắc lại, muốn sanh về trời là tham ái, đúng. Nhưng trong lúc đang gieo nhân để về trời đó thì dứt khoát không thể có tham ái, mà phải có sự buông bỏ. Cho nên tham ái là chướng ngại pháp. Tiếp theo, tuổi tác đêm ngày diệt làm sao? Hôm đó tôi có nói rồi, dựa vào đâu mà biết thời gian đang trôi? Phải dựa vào một sự vật nào đó trên đời này. Được gọi là có bốn mùa là bởi vì có cây cối, có ao hồ sông rạch. Chứ thử hỏi bây giờ trong một khoảng hư không vô cùng vô tận, không có cái gì hết, không có đất đá cây cỏ động vật gì hết, thì hỏi dựa vào đâu? Không có đất đá cây cỏ sinh vật, chỉ sinh vật nó rộng hơn, thì không có cái gì hết thì dựa vào đâu mà gọi là mùa đông mùa hạ mùa thu mùa xuân hả? Dựa vào đâu? Điều đó có nghĩa là bốn mùa rồi, hoặc là thời gian nói chung nó phải có cái gì đó làm điểm tựa thì mình mới kể được nó chứ. Cho nên ở đây đó, đêm và ngày nó được xác định qua cái tuổi của con người nha. Cho nên tôi gọi là tuổi tác đêm ngày diệt là như vậy đó, tức là cái gì gọi là quá vô rất tinh với các vô, chính cái tuổi con người đó, nó chính là chính tuổi tác con người đó, nó làm cho cái thời gian ngày và đêm nó trôi qua là như vậy đó. Có nghĩa là phải dựa vào tuổi tác của con người thì mới biết được ngày và đêm nó mất, chứ còn không có tuổi tác của người, không có tuổi tác của vạn vật thì làm gì có cái chuyện mà ngày đêm nó đang trôi qua. Thế thì mình nói ở cái ông nó sống được 40 tuổi thì có nghĩa là một tháng, một tuần thì có 7 đêm 7 ngày, một tháng thì có 30 đêm 30 ngày, một năm thì có 365 đêm 365 ngày, và 40 tuổi nghĩa là 40 lần, 40 lần cái 365 đó nha. Ở đây tôi nói chung chung thôi chứ không phải năm nào cũng vậy. Thì dựa vào tuổi tác con người mà mình mới có cái khái niệm là đêm và ngày. Rồi tiếp theo,
đó là Iti Mablang Brahmacharya, đúng là cái chữ qua vô mà không nghĩa nó sau, tôi nhớ giảng giải thích rồi nha, mà ra đương tôi còn biến tôi mới nói nữa. Cái chữ qua vô nó là tuổi tác, mà nó cũng có nghĩa là cái sự tiêu hao, cái sự băng hoại. Chữ Pali nó hay như vậy đó. Chờ, có một chuyện nó rùi bu, nhưng mà tôi nhớ từ đầu tôi nói cái đó ở trong tiếng Anh á. Hỏi bây giờ là mấy giờ rồi, có time gì bây giờ, là mấy giờ rồi? Nhưng mà trong tiếng Đức nó hỏi hay hơn, tiếng Đức nó có nhiều câu hỏi cách nhớ, như trong nó có một câu này. Cái số hỏi nó mất tiêu rồi kỳ ha, cái máy này tôi xài cũng không quen. Ở trong tiếng Anh nó chỉ hỏi là bây giờ là mấy giờ rồi, nhưng mà trong tiếng Đức nó có nghĩa là lại cũng hỏi giờ, mà nó lại hỏi là đã trễ bao nhiêu rồi. Vì là hao đó, spec là trễ, đã trễ bao nhiêu rồi. Đã trễ bao nhiêu rồi. Bởi vậy cho nên tôi kể hoài cái câu chuyện một cái ông thiền sư bên đại Hàn đấy, khi mà học trò đệ tử mà nó đến mà nó mắc ông cái chuyện gì đó, phải kể ông nghe chuyện gì mà ông thấy chuyện tào lao á, nó giận hờn, nó gây gổ nhau cũng có, bỏ lên kể ông cái chuyện tào lao mà nó gặp ngoài đường ngoài phố, nói chung là tăng ni cư sĩ đệ tử của ổng mà đến hỏi ổng, đến nói chuyện gì mà ông thấy tào lao, ổng trả lời có một câu, ông hỏi chứ bây giờ mấy giờ rồi. Khi mà người ta nói bây giờ là 4 giờ, đây là 6 giờ, bây giờ là 7 giờ, bây giờ là 10 giờ, khi ông hỏi thì ta phải trả lời chứ. Mà khi người ta trả lời thì lúc nào cũng hỏi, ông cũng nói câu tiếp theo hết, trễ rồi. Mà từ từ tất cả đệ tử của ngài từ từ họ bớt gây gổ, họ bớt nói năng, họ bớt làm chuyện tào lao, là chỉ nhờ cái câu đó của ngài thôi. Khi mà lên ngàn kể ngàn nghe còn mét ngày chuyện gì đó, trình lên ngày thưa ngày chuyện gì đó, là ngày ngày chỉ có nói trước sau có hai câu. Câu thứ nhất là bây giờ mấy giờ rồi, rồi câu thứ hai đó là trễ rồi. Rồi mấy người họ không hiểu ngài, cuối cùng cũng anh chàng là Phật tử, là đệ tử lên họ đánh đánh bạo lên, hỏi thiệt, hỏi tại sao mà chuyện gì lên trình với ngài mét ngày hoặc kể ngày nghe thì chuyện lúc nào ngài cũng có hai câu đó. Mà ngài hỏi bây giờ mấy giờ và bao giờ ngài cũng trả lời tiếp theo là trễ rồi làm sao, thì ngài nói mà ông không thấy hả? Cái đồng hồ nó luôn luôn nó đi tới. Một phút nó đã trôi qua, nó không bao giờ trở lại. Cho nên trong từng phút chúng ta đang bị trễ cái việc có nghe kịp không? Chưa thành Phật thì có nghĩa là mình đang bị trễ. Tức là lẽ ra mình phải thành rồi đó, mà mình không thành. Đến giờ này mà mình vẫn chưa thành. Mà giờ này mà còn lo cái chuyện rùi bu như vậy, cái điểm như vậy không phải trễ chứ còn gì nữa. Giống như bây giờ là mình phải có mặt trên trên xe lửa rồi nè. Lẽ ra bây giờ mình đã tới nhà ga kia rồi nè, mà giờ này mình còn đứng ở nhà này thì cho nên tụi ta nó trễ rồi. Đúng là bây giờ là 9:15 sáng, là mình đã phải có mặt ở nhà ga kia rồi, hoặc là mình đã đến cái nhà kia rồi, đã đến cái căn công, đến thành phố kia rồi, nhưng mà giờ này nè mà mình còn đứng ở đây trễ rồi nghe. Tại ý như vậy, ý này người nói là lẽ ra bây giờ mình đã thành Phật thành Thánh rồi, bây giờ mình đã hết phiền não rồi, bây giờ này mình còn mọi thứ y chang, mà giờ này còn gây lộn, giờ này mà còn kể chuyện tào lao như vậy đó, trễ rồi. Cho nên trong mình thấy cái câu tiếng Anh nó hay câu tiếng Đức. Câu tiếng Anh nó hỏi bây giờ mấy giờ rồi, mà câu tiếng Đức nó hỏi đã trễ bao nhiêu rồi, we spent it, bây giờ đã trễ bao nhiêu rồi, bây giờ đã trễ bao nhiêu rồi, bây giờ đã trễ bao nhiêu, rất là hay. Ok, rồi tiếp theo tổ quá chừng luôn. Trong room mình có một cái nhân vật. Tại sao cái vị boss này lên đây làm cái chi? Tại sao boss sẽ nói lên đây làm cái chi? Rồi cái nữ nhân quế phẩm hạnh làm sao? Nữ nhân quế phẩm hạnh này có nghĩa là này bà không giảng rồi, nay giảng xe thôi. Trong kinh á, có cho mình biết một cái chuyện đó là
cả những nhân vật đại nhân, tất cả những cái đại nhân vật từ vị chánh đẳng giác xuống, miễn là người nam thì luôn luôn hãy mà miễn là người nam mà đi tu thì bao giờ cũng có bóng dáng của phụ nữ lấp ló. Dĩ nhiên đối với Đức Phật, đối với các vị thánh thì chỉ nói là vô nghĩa nha, chứ còn mà chúng ta thấy đó, cái đối với Đức Phật đó, cái nhân vật nữ mà muốn quý phạm ngài là ai, là con gái của Ma Vương, ba cái cô đó. Còn trong kinh nói ngài Xá Lợi Phất thì mỗi kiền liên thì vô số, ngài A Nan, ngài Anuruddha thì vô số, vô số. Họ tới họ phá, họ muốn hại mình cũng có, mà có khi họ vì họ thương mình, nói chung là vì thương mà họ tới cũng có, là vì họ ghét họ muốn phá mình tới cũng có. Nhưng mà phải nói cái kẻ mà lăng la đe dọa cái đời sống phẩm hạnh đó mà nhiều nhất vẫn nói là người nữ, cái đó mình phải nhìn nhận là sự thật nha. Cái kẻ mà lăng la lui tới để mà hỗ trợ nhiều thì người nữ vẫn nhiều hơn người nam, nhưng mà cái kẻ mà phương hại mà đe dọa cho đời sống phạm hạnh của vị sa môn thì nhiều nhất cũng vẫn là người nữ. Cái đó mình phải nhìn nhận cái chuyện đó, vẫn phải nhìn nhận chuyện đó. Chứ còn cái chuyện mà có cái ông nào đó, có cái anh nào đó mà lui tới ông sư ông thầy nào đó lâu ngày làm cho đời sống phạm hạnh, đời sống tu hành ông mà bị đe dọa, trường hợp tôi nghĩ không ra, có nhưng chắc có nhưng mà nó không, tôi nghĩ không có ra. Và không có lý do để đàn ông làm chuyện đó. Nhưng mà cái người mà có cái suy nghĩ mà động chạm đến chuyện tu hành ấy, của một tu sĩ thì thường là người nữ, rất là đọc 99% nha. Cho nên được xem là người nữ là cái cấu quế phẩm hạnh, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là người nữ họ là cấu quế, mà chỉ khi nào mà mình mở cửa mình đón họ thì lúc bấy giờ họ mới được xem là cái đe dọa, là cái cấu quế của mình nha. Chứ còn đối với một bậc thánh ấy, thì họ là họ, mình không sao hết. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nghĩa là cái câu kệ này nó sâu ở chỗ là mình không thể hiểu theo cái mặt chữ được, mà phải hiểu ở một cái chiều sâu, đó là họ chỉ là cấu quế, họ chỉ là cái sự đe dọa khi mà mình không có phòng thủ nha. Ok, rồi cái tiếp theo đó gọi là tapu. Thứ ba, cái tiếp theo đó là khổ hạnh và phẩm hạnh, là tấm không cần nước, thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là gom chung lại đó, trong tiếng Bali gọi là tapu, chỉ nhiệt cành trong giới giá là phẩm hạnh. Nhưng mình gom chung lại có nghĩa là cái sự tu tập, cái đời sống nội tâm ấy, cái sự tu tập, cái đời sống nội, sự tu tập trong cái đời sống nội tâm ấy, thì được xem là cái kiểu tắm mà không cần nước. Ví dụ như mình rửa tay thì mình phải cần nước, mình rửa chân, mình rửa mặt phải cần nước, mình tắm mình cũng phải cần nước, đúng không? Nhưng mà cái chuyện mình tu hành nó cũng là một chuyện tắm rửa, làm cho sạch đi, làm cho bớt đi, làm cho mất đi những cái gì nó làm cho mình bị bất tịnh, cấu quế. Nhưng mà đây là cái cách tắm duy nhất trên 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 cuộc đời này mà không cần nước. Ngay cả người Thái mà Thái Thái Việt Nam á, chứ có Thái bên Thái, người Thái bên ngoài Bắc mình á, gọi là người Tây Tạng, người Mông Cổ, họ có một cách tắm khô, có nghĩa là họ lấy khăn họ nhúng nước rồi họ họ kỳ cọ, nhưng mà dầu gì cũng còn cần đến một chút nước để trên những cái vùng đó nó không có nước, họ họ dùng cái tắm đó. Trong khi nó khô khô cũng không có chút nước, trong khi cái người tu tập thì không cần, người tu tập để gột rửa cái nội tâm cho nó thanh tịnh thì đúng là không cần nước, mà chỉ cần lấy tâm mà trị tâm thôi. Cho nên đây cái câu này không cần giải thích nhiều mà con hiểu rồi, tu tập nội tâm nó chính là cái cách tắm không cần nước. Rồi tiếp theo là cái gì, là sáu cái lỗi lầm, sáu cái khuyết điểm, sáu lỗi lầm, sáu khuyết điểm mà mình phải khắc phục, mình sáu cái khuyết điểm mà mình phải lấp đầy, chứ không thôi nó trở thành là sáu cái tật xấu, nó ảnh hưởng đời sống của mình. Một đó là biếng nhác phóng dật, uể oải không tự chế, thụy miên và hôn trầm. Thì ở đây đó, biếng nhác chỉ biết, gọi là đây định nghĩa là chỉ biết ngồi ngồi hoài một chỗ, chỉ biết đi hoài một chỗ mà không có biết xê dịch,
là biến đó, người là biến đó. Hả, nằm được là nằm luôn, mình ngồi được ngồi luôn, chứ không có muốn xê dịch, thì trường hợp đó được gọi là làm biến nha. Rồi cái ba ma đô ở đây đó có nghĩa là cái sự dễ vui, sự dễ vui ở trong cái phiền não, dễ vui trong phiền não có nghĩa là khi mà khi mà trong nội tâm của mình mà nó có tham, nó có sân, thì mình cứ để mặc tình nó tới nó đi đi với mình, không có cái chánh niệm tỉnh giác gì hết, thì đó được gọi là dễ dễ vui. Và đâu đây còn kể thêm nữa đó là nít đa nó qua cái ly sẽ có gì nó qua, tức là nít đa là ngủ ngủ nghỉ, thì ngủ ở đây cũng được hiểu là một thứ phiền não, tức nghĩa là sống như ý mình thích. Cái câu này cái chữ pamado cái đây có nghĩa là sống như ý mình thích mà không có cái sự can thiệp của thiện pháp. Pamado cái đây có nghĩa là vậy đó, dĩ như đây có nghĩa là sống như là ý mình thích, sống theo cái sự chi phối, theo cái sự điều khiển, theo cái sự tác động, theo cái sự ảnh hưởng, theo cái sự khuynh loát của phiền não mà không có một sự can thiệp của thiện pháp, thì đó được gọi là pamado dĩ người. Rồi cái anuttha nam tí đây có nghĩa là không có sự tinh tấn. Anuttha này là không có tinh tấn nha. Không có tinh tấn này có nghĩa là mình thấy có bốn sự tinh tấn: thận, trừ, tu, bảo. Thận có nghĩa là cái sự tinh tấn ngừa điều xấu chưa xảy đến. Còn trừ cần có nghĩa là sự nỗ lực ngăn chặn cái điều xấu nó đang có. Thận tức là sự nỗ lực phát triển những cái điều tốt đẹp chưa có cho nó có. Còn bảo cần là sự nỗ lực gìn giữ những cái thiện pháp đã có, không để cho nó mất. Thế nhưng mình có được cái thói quen là mỗi ngày mình ngồi thiền thì mình giữ cho, đừng để cho nó mất, không thêm mình thôi, đừng để cho nó mất, đó gọi là bảo cần. Còn cái tu cần ở đây có nghĩa là đó giờ mình không có thói quen đọc sách xem kinh, nhưng bây giờ mình ráng mình tập mỗi ngày mình đọc được vài trang được nhiêu hay nhiêu, lâu ngày nó sẽ quen, thì đó gọi là tức là nỗ lực tìm thêm những việc tốt mà trước đây chưa có, là vậy đó, mà khi đã có rồi ráng giữ nó. Thì nỗ lực ở đây là bốn cái, mà ở đây anuttha nói là không có nỗ lực, uttha nói là sự siêng năng, mà anuttha nói là không có siêng năng, không có tinh tấn nha. Rồi cái asangyamo á, asangyamo là không tự chế, quên hồi nãy giờ tôi đang dịch theo bản Pali chứ tôi không có dựa bản nhà Minh Châu nha. Asangyamo nghĩa là không tự chế. Asangyamo nó còn có một cách viết nữa, chết chưa không biết, nó còn có một cách viết nữa là asangyamo. Asangyamo chữ sanh nhá ở đây có vị bỏ dấu giùm nha, trên hai danh n có dấu ngã. Asangyamo có nghĩa là không có, nó mình không có việc, không có cái là cái chữ sanh nhá mô, đúng rồi, hoặc là sanh nhá mô nó có nghĩa là self control, hoặc nó có nghĩa là self timing. Các vị có biết cái chữ sao không? Các vị có biết chữ sao không? Self timing, các vị biết chữ sao không? Thí dụ như là cái chữ nghĩa là huấn luyện đó, điều phục. Thí dụ như người ta dạy mấy cái đoạn xiếc, người ta dạy cho con cọp, con khỉ, con voi nó làm trò này trò kia thì người ta gọi là thêm. Mà nó hay chỗ là tiếng Pali nó là chữ đấm mát, thì chữ đấm mát này nè nó chính là nó hay đó, nhìn nó hoa heo nhau cũng dễ nhớ nha, chữ Pali là đấm mát. Đấm mát nghĩa là thêm, nó nghĩa là cái sự mà huấn luyện, cái sự điều phục. Thì cái chữ ở đây đó, cái chữ sanh ngày Minh Châu nghĩa là không có tự chế đó, đây có nghĩa là không có giữ giới. Không có giữ giới trong tiếng Pali đó nghĩa là không có giữ giới. Sanh mô đây là si lát sanh
Rồi không định giới thì nghĩa là không có giới luật ấy, không có giới hạn ha, sống không có giới hạn có nghĩa là mình cứ buông trôi thả nổi tam nghiệp nữa. Muốn làm sao nó làm. Rồi còn cái nít đa cái ít cái đây ngày mình ngày dịch theo cái gì ta, ngày dịch theo cái từ rồi thủy miên và hôn trầm ở đây có nghĩa là ngủ, đây là nghĩa là ngủ nha. Đây tiếng Bali là gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở trong đây ta kể 6 mình, cái 6 trong chú giải lại không giống như ngày Minh Châu nha. Đây làm ơn viết lại giùm tôi nha. Thứ nhất là Alasya. Lười biếng. Là cái gì nữa, thứ hai là dễ ngươi, tôi thích sạch dễ ngươi dễ vui dễ ngươi, thứ ba nữa là không tin tấn. Anh thần á. Rồi cái số 4 là sân cho mát. Là công giới hạnh. Số 5 là nít đà. Ham ngủ nghỉ. Số 6 là tâm đi. Lòng tham không thỏa mãn. Rồi, đó. Các vị làm ơn viết thì tôi 6 cái này gọi là 6 cái khiếm khuyết, 6 cái lầm lỗi. Sáu khuyết điểm thì mới mở một đơn để cho Billy vô chích chích đó. Đó. Phải viết chữ Billy vô nha, phải viết chữ Billy vô. Chứ tôi sợ nhất là tại vì tôi không không viết Billy đó. Rồi mai này nó tam sao thất bổn là một, thứ hai nữa là lỡ có ai họ hỏi, lỡ một ngày nào đó họ hỏi ai hỏi mình để mà họ tìm trong internet đó, thì mình chết, tại vì cái bản cái tiếng của người này, cái chữ dùng của người này nó không giống chữ dùng của người kia, cho để chữ Bali là chắc ăn nhất. Hỏi lười biếng ở trong trường hợp thì chữ lười biếng nó có nhiều từ lắm, nhưng mà cái từ mà Đức Phật dùng đó, trong chỗ này là chữ gì. Rồi cái chữ dễ ngươi cũng vậy, hoặc là cái chữ không tinh tấn nó có nhiều lắm, mà trong chỗ này mình xài chữ gì. Cho nên ở đây mình thấy Alasya chứ không phải Alasyanti. Đây có quý vị phải học lực nhân phạm chưa có chia đó là Alasya, chia rồi đó, chia cách cách hai số ít đó, thì thành Alasyan. À, rồi cộng với đúng rồi, cái này tôi làm mà tôi cọc nó, tôi giận lắm, tại vì giờ này mà có đi giải thích cái này là từ Việt Nam cái đầu thấy muộn nậu rồi nha. Thành Alas chân tí là bao nhớ gì nữa đó, còn mấy cái này bắt tôi giải thích thì là thấy muộn nậu chứ, mất thời gian kinh hoàng lắm. Cái lớp này tại sao nó không chết, mấy người tại sao họ sống gì trên đất đất quá. Ok thì bài kinh này là như vậy, bây giờ nó đã 7 giờ rồi phải ngưng thôi nha, đúng 7 giờ rồi mà cũng hay lắm, kết thúc vừa khích. Có nghĩa là đây là 6 cái khuyết điểm, rồi cái khuyết điểm này tiếng Pali là gì, là chích đá. Chích đá là cái khoe, cái khe, cái lỗ lỗ trống nha, cái này phải ra Pali. Thì đây là 6 cái khuyết điểm thì
cái tâm đi nãy tôi chưa giải thích cái tâm đi là gì, có nghĩa là cái lòng tham mà không đáy, lòng tham mà không biết mệt mỏi, trong Bali có giải thích cho đó. Lòng tham mà không đáy, lòng tham mà không mệt mỏi, avijja pa. Chuyện đó có vậy đó, nghĩa là lòng tham không đáy không mệt mỏi, có nghĩa là cứ thích mình thỏa mãn được cái này cái mình thích qua cái khác, mình tính là mình mua cái đôi giày này thì thôi không mua nữa, tháng này chỉ mua một đôi thôi, nhưng mà tháng sau đi chịu nổi mới lãnh lương xong đã gặp đôi giày bên Ý nó mới về tới nó còn 360 ngàn, rẻ quá. Mà mình kỳ trước mình gặp ở Singapore thì cái đôi này phải là 70 đô la, mà bây giờ nó bán còn 360 mà nó đang hạ giá khuyến mãi không mua uổng giá về. Túi xách đó thì có khoảng chừng 18 cái, dài thì có 72 đôi, rồi bóp đầm thì có cũng 21 cái, mà cứ vậy mà không có thấy đủ, gọi là tâm đi. Tâm đi nghĩa là không có thấy đủ nha. Ok, rồi như vậy là xin chào thầy chúc nghệ nhân ngày mai ít ngày thứ năm.